xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện từ khi có con của đối thủ một mất một còn chương 11, tuy rằng trong tay cầm quạt sắt nhưng vào cửa nhìn thấy anh trai ngồi thẳng tắp sau bàn làm việc kiêu ngạo của thân mạc vẫn lùn một đoạn thân mạc tự cho rằng mình là một người rất tự mình biết mình hắn biết mình bao nhiêu cân lượng nếu nói tổng kết hắn chính là loại người dốc lòng dán dây khắp phòng thế nhưng là đốt cháy không nổi chút ý chí chiến đấu một đời chỉ muốn được chăng hay chớ. Cho nên trong lòng hắn kính trọng và sợ hãi người mẹ giá tâm mạnh mẽ và anh trai cùng cha khác mẹ thân đông. Hắn lên tinh thần, hất cảm nói, tìm em có việc à? Thân đông cũng không ngừng đầu lên nói, trên bàn có chút tư liệu công tác, còn có bộ kế hoạch vừa mới đưa tới mấy dự án. Cậu xem một chút, có vấn đề gì thì hỏi tôi, thời hạn xế chiều hôm nay. Thân mạc không thấy mùi thuốc súng trong ngữ khí của cậu, buồn bực hắn ngồi xuống bàn trách bên trái, nhìn một chồng tư liệu che đến chán, cảm giác hóa mắt chóng mặt, chịu nhịn lật hai trang, thiếu chút nữa ngủ mất. Trước mặt một bóng đen bao phủ, thân mặc giật mình một cái ngồi thẳng ngừng đầu lên, thấy thân đông đang mặt không hề cảm xúc nhìn hắn, nhất thời nói lắp anh, anh làm gì? Buồn ngủ thì về nhà đi, thân đông chào phúng nói cái giường mấy trăm nghìn tệ của cậu thoải mái hơn bàn làm việc của tôi. Mặt thân mặc đỏ lên, không tìm được ngôn ngữ phản bác, Nửa ngày mới hỏi, anh cho em xem mấy cái này làm gì? Tôi chuẩn bị ra ngoài nghỉ phép." Thân Đông nhàn nhạt nói, "Những công việc này đều giao cho cậu. Cậu xem thật kỹ cho tôi, xem xong ký tên lên tờ khai này. Sau này xảy ra bất kỳ tình huống nào thì tự cậu chịu trách nhiệm, đừng hòng đổ vỏ lên người tôi." Thân mạc, Thân Đông lại nói, "Chút ít thứ này tôi có thể xem xong trong một tiếng. Bây giờ là 4 giờ, 6 giờ tan tầm, mà tôi tăng ca với cậu đến 10 giờ." Sáu tiếng xem xong, có ý kiến gì không? Thân mạc ngốc, không, mặt mày thân đông lãnh túc, nhìn tôi làm gì? Xem văn kiện. Thân mạc không thể làm gì khác hơn là vùi đầu lên tinh thần xem văn kiện. Mà hắn nhìn một đống chữ kia đã đau đầu, lắc lắc đầu. Hắn lén lút cầm điện thoại di động lên chụp hình chuẩn bị nhắn tin cho mẹ. Cách đó không xa truyền đến một tiếng cười lạnh, rất hiển nhiên hành động của hắn bị thân đông nhìn vào mắt. Trong lòng thân mạc vô cùng phiền muộn. Không thể làm gì khác hơn là hết sức tập trung xem. Tuy rằng Thân Đông và Mạc Vân Vân không đội trời chung, thế nhưng cậu và thân Mạc lại không có thù hận gì. Kỳ thực nếu như Mạc Vân Vân có thể hơi hơi thảo hỉ chút, Thân Đông không ngại thêm một thằng em. Nhưng cậu bây giờ ghét bà hai, nhìn thấy thân Mạc kinh sợ kia là phiền, cảm thấy thằng em này thật mất mặt xấu hổ. Nói chuyện trước đây thành tích của thân Mạc cũng khá, làm sao sau này lại biến thành cái vẻ kinh sợ thế này. Thân Đông nghĩ mãi mà không ra. Chưa đến 2 giờ, thân mặc bị thân đông gọi vào trong phòng làm việc bị phạt đột nhiên truyền khắp toàn bộ công ty. Mạc Vân Phân e sợ con trai bảo bối chịu bắt nạt, vội vã từ trong nhà chạy tới chuẩn bị kỹ càng thu dọn tiện thể ăn vả. Kết quả vào cửa lại thấy thân mặc ngồi ở bên cạnh thân đông đang thỉnh giáo cái gì đó. Bà ta đến trong dự liệu của thân đông, thân mặc lại kinh ngạc mẹ. Sao mẹ lại tới đây? Hai đứa làm cái gì thế? À, anh nói thân thể anh ấy không thoải mái, chuẩn bị ra ngoài nghỉ ngơi cho nên muốn giao công việc trong tay cho con trên tay thân đông có hai dự án lớn mạc vân phân nghe nghe nhất thời mừng rỡ rồi lại hồ nghi cảm thấy gieo vạ này có phải là đặt bẫy hai mẹ con họ không đi tới giả vờ giả vịt xem nếu bà hai cũng tới vậy cùng thân mạc xem đi có vấn đề đúng lúc hỏi tôi không thành vấn đề làm phiền hai người ký tên mặt mạc vân phân cứng đờ ôm tâm tư khẳng định thân đông hãm hại bà ta cùng thân mặc xem tư liệu mấy lần, sướng sờ hết nửa giờ. Thời gian chậm rãi nhảy đến 10 giờ, thân đông đứng lên đúng giờ, đã đến giờ, có vấn đề không? Mạc Vân Vân nhìn thân đông đưa tới cái gọi là hợp đồng, cười kha nói, đều là người một nhà, con làm cái gì thế? Đối với bà, tôi nhất định phải để tâm, thân đông cong khóe miệng lên, hay là bà cảm thấy mình không có bản lĩnh nhìn ra dấu vết tôi hãm hại bà, không dám ký mặt mạc vân phân xanh ngoét kỳ thực nếu thân đông trực tiếp nói cho bà ta biết giao công tác cho thân mạc thì bà ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nhưng thân đông cố tình nói cho bà ta biết sau này có vấn đề gì tự hai người chịu trách nhiệm câu này không khỏi làm cho bà ta hoài nghi thân đông có giáp tâm xem hai mẹ con ký tên thân đông mỉm cười thu hợp đồng cái này có hiệu lực pháp luật sau này xuất hiện bất kỳ vấn đề hai người nhớ tự chịu trách nhiệm tôi đi đây mạc vân vân hối hận tiến lên hai bước hỏi ba con biết con giao hết mọi việc cho thân mặc không? Biết chứ, thân đông chỉ chỉ lên trên, nhìn thấy camera kia không? Từ khi thân mặc vào cửa, cha tôi vẫn đang xem. Nói cách khác, thời điểm hai người này vùi đầu bới lông tìm vết, thân bình đều xem rõ rõ ràng ràng. Không thèm để ý sắc mặt mặc vân phân, thân đông xài bước đi ra ngoài. Mua bánh ngọt sô-cô-la tại tiệm bánh gato ở trung tâm thành phố, thân đông tiếp tục lái xe chạy tới biển ở ngoại ô vọng đô chung quanh đây có làng du lịch, là tài sản Mai Âm để lại cho cậu. Quản lý khách sạn là quý gia từng làm tài xế cho Mai Âm, thân đông ăn Tết đều rất ít ở thân gia, mà là ở đây. Thiếu gia, sao cậu lại đến đây muộn thế? Quý Lâm tiến lên hai bước nhận lấy bánh ngọt, cười nói lại mua cho con bé ăn. Cũng tiện đường, thân đông nói, giúp tôi chuẩn bị chút thức ăn, thanh đảm, tôi lên lầu tắm đã. Ừ, Quý Lâm lập tức đáp một tiếng, nói tôi nói cho mẹ tôi, bảo bà làm cho cậu. Không cần, trên mặt thân đông hiện lên thần sắc ôn nhu hiếm thấy, đã trễ thế này cũng đừng quấy dày người già nghỉ ngơi, tùy tiện làm là được. Được, vậy tôi đi làm, quý lâm nói, không hợp khẩu vị cậu cũng đừng soi mói. Thân đông ừ một tiếng, vào một căn biệt thự sau làng du lịch, đó là chỗ ở của cậu. Quý lâm trước kia học đầu bếp, tay nghề tất nhiên là không nói. Một buổi trưa thân đông không ăn gì, bởi vì trong bụng nhiều hơn một thứ, cà phê cũng không dám uống đợi đến ăn uống no đủ nằm trên giường thân đông nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng cảm giác vô lực sâu sắc mơ mơ màng màng ngủ một giấc đến trời sáng choang đứng ở trên ban công nhìn biển rộng lặng sóng cách đó không xa gió biển tanh mặn lại làm cậu buồn nôn một trận dưới lầu đã truyền đến tiếng động tựa hồ là thím quý đang làm cơm còn có tiếng bi bô của đứa bé nhà quý lâm không biết có phải là lúc mang thai tâm tình mẫn cảm hay không, viên mắt thân đông nhất thời nóng lên, bởi vì âm thanh này mà cảm động mũi chua sót, xuống lầu ăn cơm tất nhiên là một phen hỏi han ân cần, thím quý và chú quý quan tâm cậu hơn so với thân bình. Quý hải từ bên ngoài đi tới, thời điểm nhìn thấy thân đông đôi mắt hơi sáng lên thiếu ra. Hắn là con út nhà quý gia, trước đây làm trợ lý cho thân đông một đoạn thời gian, sau đó bị Mạc Vân Vân dùng kế đuổi, lại hỗ trợ ở làng du lịch của mình thân đông gật gật đầu với hắn, đồng thời ngồi xuống trước bàn. con bé leo lên chân thân đông, móng vuốt nhỏ cầm một miếng xương sườn. bì bô a à, a. À. quý hải cười cười, con bé này rất thích anh. thân đông ôm cơ thể mềm mại của nó, cười xoa xoa miệng nhỏ bóng nhảy của nó. quý hải lập tức đưa giấy ăn. vì chiều đãi thân đông, sáng sớm trên bàn bày đầy một bàn thức ăn ngon. thân đông đơn giản chọn món thanh đạm ăn lại vẫn cứ bởi vì mùi đầy mỡ mà vọt tới phòng rửa tay ói ra ai nha chuyện gì xảy ra thế quý hải con mau đi xem một chút quý hải vột vọt tới phòng rửa tay đỡ lấy thân đông cau mày nói làm sao thế có phải là dạ dày không thoải mái nếu tôi còn làm cho anh bình thường cũng có thể giúp anh chặn rượu không sao thân đông xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán xúc miệng nói mọi người ăn đi tôi đi ra ngoài một chút tôi đi cùng anh quý hải lại vội vàng đuổi tới phong cảnh trong làng du lịch tất nhiên là vô cùng đẹp vắng lặng tĩnh mịch bởi vì cây cối khá nhiều mùi tanh của biển cách đó không xa cũng không rõ ràng thân đông chậm rãi đi tới nghe quý hải nói chuyện lý thú gặp phải trong làng du lịch cuối cùng ngồi xuống một chỗ dâm mát nói quý hải mẹ cậu có từng kể với cậu chuyện mẹ tôi không a à, quý hải phản ứng một chút nói đương nhiên bà hay nói đến lắm bà có từng đề cập giới tính của tôi không Quý Hải há miệng, "Cái gì? Giới tính?" Thân Đông thở ra một hơi, không nói gì nữa. "Con nói Thân Đông đây là làm trò gian gì?" Mạc Vân phân suy nghĩ hai ngày cũng không nghĩ ra Thân Đông đến cùng sao đột nhiên giao hết công việc trong tay cho Thân Mạc. Thân Mạc vẻ mặt đau khổ ngồi ở bàn làm việc của mình nhìn tư liệu với mình và nói vô cùng tối nghĩa, nói có thể làm trò gian gì, còn nghe Trương Tiểu Khai nói thân thể anh ấy không thoải mái, đoán chừng là muốn mượn bệnh lười biếng chứ. Mạc Vân Vân chỉ một ngón tay lên chán hắn, nếu nó giống con thì mẹ không cần tốn công đi đối phó nó. Thân Mạc xoa xoa gáy của mình, Mạc Vân Vân cau mày suy nghĩ một phút chốc, đột nhiên nói, Trương Tiểu Khai nói thân thì nó không thoải mái, không thoải mái chỗ nào. Thân Mạc suy nghĩ một phút chốc, hình như là dạ dày sao ấy, con thấy anh ấy dường như thỉnh thoảng mắc ói. Thân Mạc vừa nói như thế, Mạc Vân Vân cũng có chút ấn tượng. Ngày đó bà ta cùng thân Mạc ở văn phòng thân đông, thân đông hình như luôn luôn uống nước, còn hay ấn xoa ngực. Một ý nghĩ lớn mật dần dần hiện ra trong đầu bà ta. Bà ta vỗ tay lớn một cái, cầm lấy túi của mình, nói, mẹ đi nói cho ba con. Nói, nói cái gì? Bảo ba con đi hỏi xem có phải nó mang thai không? Thân mạc đột nhiên nhảy lên, chương 12. Thân đông ở làng du lịch ba ngày, thím quý dường như nhìn ra cái gì, vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một trăm sóc cậu, mà vẫn luôn không vạch trần. Liên quan đến chuyện của mình, cậu nghĩ Tim Quý theo mẹ cậu nhiều năm như vậy hẳn là cũng biết, cho nên thân Đông vốn cũng không có ý định che giấu. Cậu ngồi ở trước ghế salon nhìn nhóc con giơ ngón tay út tính số. Con bé 2 tuổi rưỡi, trắng trẻo non nớt, tóc ghim vài cái kẹp, vô cùng đáng yêu. "Thiếu gia, ăn mấy quả mận đi." Tim Quý bưng cái đĩa đến trước mặt cậu, thời điểm muốn rời đi bị thân Đông gọi lại, ngồi xuống nói chuyện đi. Tim Quý ngồi xuống ở trước mặt cậu thân đông cầm lấy quả mận cắn một cái, rất chua, mà lại kỳ dị hợp khẩu vị, xoay mặt nhìn, con bé kia đang chảy nước miếng. Tim quý vội vàng ôm nó, nhét vào tay nó một cái kẹo ngọt, cười nói, mỗi ngày miệng cũng không nhàn rỗi, cũng không biết sao lại háu ăn như thế. Trẻ con đều như vậy sao, không kém bao nhiêu đâu, tim quý nói, nhấc mắt nhìn thân đông, cười nói, nhưng thiếu ra khi còn bé đã rất quý khí, không giống con bé này, không tiền đồ. Thần Đông đương nhiên không biết mình khi còn bé như thế nào, cho nên cũng không thể nào đánh giá câu nói này thật hay giả. Chuyện của cháu, cha cháu vẫn chưa biết, nhưng cháu phòng trường ông ấy rất nhanh sẽ biết. Tim Quý cũng không biết cậu nói là chuyện mang thai hay là chuyện liên quan đến giới tính, suy nghĩ một phút chốc mới nói, "Thiếu gia muốn hỏi cái gì, cứ hỏi đi." Thân Đông nhàn nhạt nói, "Cháu không có gì muốn hỏi." Tim Quý yên lặng, nửa ngày lại nói, "Kỳ thực chuyện che giấu giới tính của cháu" phu nhân vẫn luôn rất hối hận bà nói đời này chuyện sai lớn nhất là báo sai giới tính của cháu không có gì thân đông nói cháu không oán bà ấy việc này thật sự không thể oán phu nhân cháu cũng biết thân tiên sinh là tính tình gì thân ra mấy đời con một năm đó ông ấy một lòng muốn con trai phu nhân cũng lo lắng cháu không được coi trọng cho nên mới che giấu chuyện này tim nói cha cháu cũng chẳng hay biết gì thân đông nhíu mày nhất thời thế mà bỏ qua ý nghĩ hoang đường có thể thông cảm được cho sự quá trớn của thân bình. Vốn là thế, nhưng lúc cháu 7 tuổi, mẹ cháu nói lỡ miệng, ông ấy cũng đã biết. Cậu lớn hơn thân mặc 4 tuổi, nói như vậy, thân bình vẫn đã sớm ngoại tình. Thân đông bật cười một tiếng, có biết hay không có cái gì khác nhau chứ? Chính thất vẫn là chính thất, tiểu tam vẫn là tiểu tam, thân bình là ngựa giống, chó không đổi được thói ăn phân. Quý Hải đột nhiên gọi cậu, Điện thoại anh đổ chuông kìa, là thân tiên sinh gọi tới. Mới vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, Thân Đông cầm quà mận, sau đó nhận điện thoại di động, đi ra ngoài, nói: "Ba, con ở đâu? Làng du lịch ngoài 800 dặm, con chạy đến đấy gì? Nghỉ ngơi một chút, dưỡng tinh thần chuẩn bị kết hôn." "Cái gì? Cho dù làm xong chuẩn bị tâm lý, Thân Bình cũng bị câu nói này của cậu làm sặc, khó nén ngạc nhiên, Thân Đông, con nói cái gì đó?" kết hôn với ai? Một bên đôi mắt Mạc Vân Phân đột nhiên sáng lên, bà ta chờ thời khắc này quá lâu, nếu không phải thân bình vẫn luôn không đâm thùng, thân đông vẫn luôn chiếm lấy vị trí con trường đích tôn, bà ta cũng không đến nỗi lâu như vậy vẫn không trị được thân đông. Thời điểm bà ta nói cho thân bình việc này, sắc mặt đối phương thâm trầm, chắc là điểm báo nổi giận. Thân đông chưa kết hôn đã mang thai bại gia phong, thật đúng là mắc cỡ chết người. Nhưng nếu cậu có thể gả đi tất nhiên là không thể tốt hơn thời điểm đó tất cả của thân gia đều là của thân mạc, rốt cuộc không ai có thể đoạt đi rồi. Hết thảy đều thuận lợi như bà ta tưởng tượng, Mạc Vân Vân không khỏi hít một hơi siết chặt ngón tay, trong mắt chứa hương phấn. Ba gọi điện cho con, không phải cũng đã biết à. Thân đông cười nói, chuyện bẩn thỉu bà hai làm hai tháng rưỡi trước, rốt cuộc có hiệu quả, con mang thai. Mặt thân bình xanh mét, Mạc Vân Vân nghe không rõ, chỉ nhìn thấy sắc mặt thân bình là biết thân đông lại đang tưới dầu vào lửa không nhịn được mừng thầm trong lòng thân bình lại bất ngờ thả chậm ngữ khí đông đông ba biết trong lòng con không dễ chịu mà đại sự nhân sinh người làm cha vẫn phải quan tâm con ngày nào đó con đưa người về cho ba gặp chút há là thịnh khâu chắc ba biết rõ cậu ấy chứ thân bình đương nhiên biết thịnh khâu năm đó thịnh khâu vừa tới vọng đô phát triển không ít người đã điều tra hắn vẫn luôn cho là hắn có liên quan gì với thịnh gia ở vọng đô lo lắng sơ ý một chút là đắc tội sau đó lại phát hiện đối phương chỉ là xuất thân từ nhà nông lại từng người tàn đi cho nên thân bình coi như là biết gốc biết dễ thịnh khâu kia sắc mặt của ông ta nhất thời càng thêm khó coi thân đông nói nếu không biết cũng không sao con sẽ dẫn người trở lại cho ba xem dù sao đây chính là vị hôn phu mà bà hai tỉ mỉ chọn cho con thân đồng ý tứ hàm xúc không rõ cười một tiếng cúp điện thoại bên này thân bình một bụng lửa giận chờ tay cho gương mặt đang mỉm cười của Mạc Vân phân, phân một cái tát, cô làm chuyện hay rồi. Mạc Vân phân, phân bị đánh kinh ngạc, nước mắt lan xuống. Thân bình hung tợn nói, cô lúc thường làm gì tôi mở một mắt nhắm một mắt, mà lần này lại làm quá trớn như thế. Thịnh khâu là cái thá gì, cũng xứng kết thân với thân ra à, cô không ngại mất mặt, tôi còn ngại mất mặt đấy. Mạc Vân phân, phân bụng mặt đôi môi run rẩy. Bà ta thế nào cũng không nghĩ tới một cú điện thoại thân đông lại đá được bà ta một cái thân bình phẩy tay áo bỏ đi, bà ta lúc này ném điện thoại đi, oán độc trong mắt đầy nhiệt lệ càng sâu. Bên này thân đông thì tâm tình khoái trá, lão già thân bình kia tuy rằng phong lưu, thế nhưng làm nhân sĩ thượng lưu, ông ta vẫn cần mặt mũi. Loại thân thế kia của thịnh khâu ông ta đương nhiên nhìn không lọt. Hai tháng trước cậu lấy chuyện này mỉa mạc vân phân ở trên bàn cơm tuyệt đối không nghĩ tới mình sẽ mang thai. Thực sự là nhân sinh khắp nơi có chỗ trả thù. Mạc Vân Phân tự cho là thông minh, chịu bất kỳ chỉ trích gì đều là tự làm tự chịu. Dù sao thân đông cậu là giới tính thứ ba, chỉ riêng bằng khuôn mặt này và thân phận này, vậy đi tìm gia tộc lớn làm thông gia cũng là vô cùng tốt, nhưng cố tình lại cho cái thằng thỉnh khâu xuất thân đê hèn kia chiếm tiện nghi, không quản từ lợi ích thực tế hay là mặt mũi xem, lão già cũng phải thắt cả tim 10 ngày nửa tháng. Thân đông quay người từ trước cửa sổ, ném hạt mận vào thùng rác, liếc mắt một cái đối mặt quý hải hồn bay phách lạc, cậu nghi ngờ nói, làm sao vậy? Anh, anh mang thai? Ừ, Thân Đông gật gật đầu, cầm sách ngồi xuống, cong môi nói, là của Thịnh Khâu, cậu từng gặp. Không phải anh ghét anh ta à? Giọng Quý Hải nghe vào là lạ. Đúng là ghét, nhưng so với Thân Bình và Mạc Vân Vân, Thịnh Khâu vẫn rất đáng yêu. Vậy anh còn muốn kết hôn với anh ta? Quý Hải đột nhiên lên tinh thần, đi sang mùi nói, có phải là anh muốn gạt thân tiên sinh không? Lửa ông ta làm cái gì, đứa bé thế nào cũng cần cha. Nhưng, quý hải, thím quý không nhìn nổi, nói, đi lấy cam quýt cho thiếu gia tới đây. Thần đông khép sách lại, đứng lên, nói, không cần, cháu cầm lên lầu ăn. Cậu vòng qua quý hải, nói, không thoải mái đi nghỉ ngơi một chút, đừng mù quáng làm việc. Quý hải ngơ ngác nhìn cậu, thần đông tất nhiên sẽ không biết ý nghĩ của hắn, cậu trực tiếp vòng qua ghế sofa, cầm bưởi cùng cam quýt đã cắt gọn, trực tiếp đi lên lầu Mạc Vân phân hai lần này ăn thịt thòi đều là quá phận nóng ruột dẫn đến, chờ bà ta phản ứng lại còn không biết muốn tìm trò gian gì đối phó cậu. Cậu phải cân nhắc chuyện kế tiếp, còn có, tìm Thịnh Khâu. Dựa vào ở trên giường cầm sách, Thân Đông tìm được dãy số của Thịnh Khâu, nhưng nhất thời lại không gọi được. Đã nghĩ kỹ chưa, chuyện kết hôn này, thật sự phải kết hôn với Thịnh Khâu sao? Cậu nhắm mắt lại, chuyện cân nhắc ba ngày nay lướt qua trong đầu một lần ngón tay cái trượt tới phím gọi, ấn xuống. Thịnh Khâu, tới đón tôi về nhà. Chương 13. Thịnh Khâu liên tục mấy ngày đều ngủ không được ngon giấc. Hắn không dám gọi điện thoại cho thân đông, lo lắng không cẩn thận chọc giận đối phương tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Ác mộng lại vẫn có, có lúc hắn mơ thấy thân đông máu me khắp người, bụng có một cái lỗ hồng thật lớn, trong tay cầm một con vật nhỏ máu thịt be bét, dùng ánh mắt ngông cuồng tự đại nhìn hắn, cậu cảm thấy cậu xứng để tôi sinh con cho cậu sao? Thư máu thịt bé bét kia ném vào mặt của hắn, có lúc hắn mơ thấy thân đông nằm trên giường phẫu thuật lạnh như băng, khóe miệng mím chặt, ánh mắt lạnh lùng. Bác sĩ hỏi cậu có phải là đã quyết định kỹ chưa? Cậu nói, rồi. Có lúc hắn mơ tới thân đông mang con nhảy vào biển, toàn bộ nước biển đều trở nên đỏ như máu, mà hắn ngập ở trong, cảm giác nghẹt thở tràn ngập, sống không bằng chết. Thịnh Khâu nhiều lần từ trong mộng thức tỉnh, hút thuốc dẹp loạn nôn nóng trong ngực, làm việc và nghỉ ngơi không bình thường khiến cho hắn tiêu tụy đi rất nhiều, công tác cũng không thể tập trung tinh lực. Hắn yêu thân đông quá lâu, thật vất vả có cơ hội có được cậu, Thịnh Khâu lo lắng cơ hội này sẽ biến mất, lo lắng đến phát điên. Thời điểm thân đông gọi điện thoại tới hắn đang họp, bởi vì mấy ngày qua điện thoại di động vẫn luôn không rời khỏi người, cho nên khi cái tên kia xuất hiện ở trên màn hình, hắn trong nháy mắt nhảy lên không thừa bao nhiêu phí lời hắn nghe giọng hơi khàn của thân đông thịnh khâu tới đón tôi về nhà thịnh khâu phút chốc cảm động đỏ cả vành mắt đóng cửa phòng làm việc lại hắn hít một hơi hỏi em ở đâu làng du lịch ngoài tám trăm dặm làng du lịch ngoài tám trăm dặm cũng không phải là thật ở ngoài tám trăm dặm cách vọng đâu có 14 bốn cây em lộ trình tọa lạc tại gần vọng hải tên là ngoài tám trăm dặm thịnh khâu khống chế hưng phấn họp xong thư ký rõ ràng phát hiện sếp mình sau khi nhận điện thoại phút chốc từ thằng nhóc thất tình biến thành đường làm quan rộng mở như động phòng hoa trúc trợ lý hàn miễn và thịnh khâu cùng đi ra ngoài nghe hắn nói tôi lâm thời có việc tan tầm sớm công ty có tình huống thế nào gọi điện thoại cho tôi thịnh khâu là tên cuồng công tác vẫn luôn là gương tốt trong mắt công nhân không ăn không về sớm quan hệ của hàn miễn với hắn không tệ hỏi chuyện gì ạ à? vui vẻ như thế trên mặt còn quần thâm đen của thịnh khâu lộ ra một việt ý cười, đại hỷ sự. Thịnh khâu xuyên qua cao tốc, sau chạy trên đường mới xây, đi ước chừng nửa giờ, rốt cục thấy được bảng hiệu ngoài 800 dặm. Hắn tìm được bãi đậu xe dừng xe, sau khi đi vào dò hỏi lễ tân. Cô gái kia chỉ đường cho hắn, bảo hắn từ trong sân đi xuyên qua, rẽ trái đi thẳng có thể nhìn thấy một căn biệt thự màu trắng, nơi đó chính là nơi ở của chủ thịnh khâu thế mới biết hóa ra chỗ làng du lịch này là thuộc về danh nghĩa thân đông thịnh khâu nói cảm ơn dựa theo chỉ thị của đối phương đi tới trước mặt đụng phải một người trẻ tuổi hồn bay phách lạc đang muốn lướt qua lại bị đối phương gọi lại bên này thuộc về khu sinh hoạt khách dừng lại à tôi tìm người ai thân đông mặt của đối phương khó coi hỏi anh ấy bảo anh đến ừ quý hải buồn bực nói tôi đưa anh tới cảm ơn hình như từ khi thân đông bảo hắn tới đón cậu, thịnh khâu xem ai cũng là thiên sứ, nhìn người gặp phải này, thật là nhiệt tình, sinh hoạt thật tốt, thế giới thật đẹp. Đi vào biệt thự trắng, hắn gặp một người phụ nữ phúc hậu, ủa, đây là ai? Đến tìm thiếu gia, tìm quý một mặt ngạc nhiên, thịnh khâu mơ hồ ý thức được quan hệ của bọn họ và thân đông, gật đầu hỏi thăm, chào ngài. Há, chào, chào cậu, lão phu nhân nói, vậy mau lên đi, thiếu gia đang chờ cậu đấy thịnh khâu lại nói tạ ơn, nhẫn nhịn kích động chảy như bay lên chậm rãi đi tới. Quý hải đưa hắn đến cạnh cửa gõ cửa, sau đó rời đi. Thịnh khâu đi vào, phát hiện tầm nhìn của gian phòng này phi thường tốt, không gian cũng rất lớn, trên ban công bày bồn hoa phóng có một cái xích đu, lúc này đang lắc lư, rất hiển nhiên là có người ngồi. Thịnh khâu siết nắm đấm, đi tới trước mặt thân đông, phát hiện cậu đang làm ổ trên ghế ngủ gà ngủ gật. Hắn giơ tay chạm thử mặt của cậu, rồi lại thu lại nhẹ giọng nói đông đông thân đông chậm rãi mở mắt nhưng đầu nhìn trời bên ngoài một chút nhíu nhíu mày xế chiều rồi lúc anh nhận điện thoại là tới luôn nhưng trong thành phố bị kẹt xe chờ sốt ruột thân đông lắc lắc đầu lại nhìn hắn một phút chốc sau đó cúi đầu nhàn nhạt nói đêm nay về hay là mai về em quyết đi anh tự lái xe đến đây ừ vậy ngày mai về đi Thịnh Khâu bởi vì cậu đột nhiên săn sóc mà cảm xúc phun trào. Hắn thở ra một hơi, ôn nhu nói, được. Buổi tối ăn cơm, thân Đông còn đưa hắn ra giới thiệu. Một nhà Thím Quý đối với tôi cũng như người nhà, anh cũng phải coi họ thành người nhà của mình mà đối xử. Thím Quý cười nói, Thịnh Tiên Sinh nhìn là người đàng hoàng, mắt nhìn của thiếu gia tốt. ở đâu là nhìn? Buổi sáng người một nhà Quý Hải cũng đã tra xét hết thảy tin tức liên quan đến Thịnh Khâu một lần xác định hắn không có bất kỳ xì căng đan lung tung mới nói câu nói như thế này. Thân đông cong cong khóe miệng, không lên tiếng. Sau khi ăn xong tím quý nhẹ giọng hỏi thân đông trước, cần chuẩn bị gian phòng cho thịnh tiên sinh không? Ở cùng cháu là được rồi. Thịnh khâu ôm bé gái từ một bên quang tầm mắt tới, cười khẽ một tiếng. Thân đông tắm xong bò lên giường, thịnh khâu đột nhiên khẩn trương. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ đi ra, đến trước giường nhìn thân đông một chút, Thấy thế nào cũng đáng yêu. Hắn thoáng quay người, uốn gối vừa muốn nằm xuống, mông đột nhiên bị người đạp một cái. Thịnh Khâu không kịp chuẩn bị bị đạp ra ngoài vài bước mới lấy lại tinh thần. Người trên giường lạnh lùng nhìn hắn, sàn nhà hoặc là ghế sofa, chọn. Trong lựa chọn không bao hàm giường, nội tâm lửa nóng của Thịnh Khâu đột nhiên lặng xuống. Hắn lôi ghế ngồi xuống bên giường, nói, "Em để cho anh tới đón em, chẳng lẽ không phải ý anh hiểu?" Thân Đông xoay mặt nói, ngày mai đi lấy giấy kết hôn. Trong mắt thịnh khâu lóe ra một việc kinh hỉ thân đông thoáng nhấc cầm, bể nghĩ nhìn hắn, mà trước đó nhất định phải ước pháp tam chương. Em nói, một, sau khi kết hôn, tài sản danh nghĩa của cậu chia cho tôi phân nửa. Thịnh khâu cười, được, hai, sau khi kết hôn một khi cậu quá trớn, ly hôn, cậu xóa tên khỏi hộ khẩu. Thịnh khâu hé mắt, chậm rãi nói, được, ba, sau khi sinh con, chúng ta sẽ ly hôn quyền nuôi nấng thuộc về tôi mà cậu không cho phép xuất hiện trước mặt chúng tôi thịnh khâu mặt không hề cảm xúc nhìn cậu thân đông hận loại ánh mắt này của hắn nhất lạnh lùng nói có ý kiến ý kiến lớn thịnh khâu chậm rãi nói chuyện này chỉ có thể bảo đảm lợi ích của em anh thì sao tôi sẽ không đội nón xanh cho cậu đây chẳng lẽ không phải chuyện em vốn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt à vậy cậu còn muốn cái gì thịnh khâu nhìn cậu đột nhiên cong người thân đông sợ đến co rụt lại thịnh khâu thuận thế chống hai tay tại đầu giường vây cậu trong lồng ngực cúi đầu hôn khóe miệng cậu một cái nói anh còn muốn động phòng với em mỗi ngày thân đông xanh mặt tát hắn một cái cầm thú thịnh khâu quay lại lại hôn cậu một cái cái này cũng là nghĩa vụ của em không phải sao thân đông lại đá hắn cút em đánh anh một cái anh sẽ hôn em một cái thịnh khâu nói xong đột nhiên lần thứ hai hôn lên đôi môi cậu đầu lưỡi lửa nóng luồn vào thân đông không thể lui được nữa bị hôn đầu óc xương lên đợi đến khi thịnh khâu thả cậu ra cậu lại trở nên mềm nhũn cậu phun ra một hơi nói cậu biết thời gian mang thai cấm kỵ không không cần con thịnh khâu đương nhiên muốn hắn nhẹ giọng nói anh chỉ đùa giỡn em một chút ánh mắt thân đông sắc bén thả ra thanh dao thịnh khâu cười lại hôn cậu một cái ôn nhu nói anh sẽ không ngoại tình, cũng sẽ không ly hôn với em, anh sẽ tốt với em, làm em thích anh, không thể rời bỏ anh. Thân đông phun ra hai chữ, nằm mơ, thêm một cái thế nào, thân đông chưa phản ứng lại, cái gì? Bốn, sau khi kết hôn anh cái gì cũng nghe em. Thân đông tất nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, điều kiện. Anh muốn ngủ với em, thân đông đối diện với hắn, nửa ngày bật cười một tiếng, thành giao. Thịnh khâu híp mắt mỉm cười ôn nhu nói, nghĩ hay lắm. Thân đông sững sờ, đột nhiên một quyền đập tới, thịnh khâu nghiêng đầu tránh thoát, nhìn mặt cậu tức đến tái nhợt, nghiêm túc nói mà anh tác thành suy nghĩ của em. Thịnh khâu, cậu rất đáng ghét, thịnh khâu rũ mắt xuống, vậy anh làm thế nào em mới thích? Vĩnh viễn không thể, thân đông dùng sức rút cổ tay bị hắn nắm, không tránh được, cậu phi thường tức giận, cậu là đồ khốn kiếp, từ nhỏ cậu đã nhầm vào tôi, cậu cho rằng cậu cai thá gì? dù cậu thông minh hơn tôi thì thế nào, tôi ghét cậu, cả đời cũng sẽ không thích cậu. Thịnh Khâu bình tĩnh nói, anh sẽ tốt với em, tốt gấp bội với em. Nếu như còn chưa đủ để em thích anh, vậy thì tốt với em thêm một ngàn lần, em khẳng định sẽ thích anh. Ai muốn cậu tốt, thân đông bởi vì ngữ khí bình tĩnh của hắn mà tức thở hồn hình. Cậu trong ngày thường không dễ dàng nổi giận như vậy, lúc này lại cảm thấy trong lồng ngực phừng phừng hỏa khí, làm cho cậu không khống chế được muốn đấm đá thịnh khâu. Thịnh Khâu lo sẽ làm cậu bị thương, lập tức vươn mình xuống giường, lại vẫn bị cậu đạp một cước, cút cho tôi. Không cho ngủ phòng tôi, cút. Bị Thịnh Khâu chọc tức làm thân đông tức đến nỗi cả người run run, cậu nghĩ Thịnh Khâu quả nhiên là đối thủ một mất một còn của cậu, hiện tại cậu hận không thể lập tức xóa sạch đứa bé, cả đời không qua lại với hắn. Thịnh Khâu rời đến ghế sofa ngủ, ghế sofa này cũng khá mềm, chỉ là hơi nhỏ, ngủ hơi uất ức. Thịnh Khâu hối hận đùa cậu thái độ của thân đông đối với hắn luôn luôn cứng rắn, chuyện cười nói ai cũng có thể nói, nhưng thịnh khâu hắn lại không thể nói, nói vậy sẽ phạm vào kỵ húy. Thịnh khâu nghĩ tới đối xử đặc thù này, cười khổ một tiếng, từ lưng ghế sofa lộ ra đôi mắt nhìn người ta, nhìn thấy cậu đang con người ở trên giường không nhúc nhích. Đến cùng vẫn là lo lắng, hắn từ từ đi tới, sau đó phát hiện vương tử bệnh đang len lén lau nước mắt. Thịnh khâu, tức, tức khóc, thịnh khâu chậm rãi cong người, thân đông đập tới một quyền thịnh khâu phản xạ có điều kiện muốn tránh lại nhịn được bị chúng một đập vào mũi chảy cả máu mũi thân đông đột nhiên nhảy dựng lên nhìn hắn trong mắt trên mặt đều là giọt nước mắt một mặt dại ra thịnh khâu lau mũi một cái đừng nóng giận anh nói xin lỗi với em thân đông mím môi xoay mặt đi lạnh lùng nói bẩn chết thịnh khâu nhìn cả tay đầy máu xoay người đi lau sạch sẽ một lần nữa trở về ngồi ở đầu giường cậu thân đông đại khái cảm thấy mình có lỗi, còn dịch sang một bên nhường giường. Vậy cũng là trong hỏa có phúc, thịnh khâu thăm dò kéo chăn qua lên giường, thân đông quay lưng nằm xuống, không thấy hành động lén lén lút lút của hắn. Thịnh khâu thăm dò ôm eo cậu, thân đông vỗ tay hắn một cái, rất đau. Thịnh khâu rụt tay về, nằm bên cạnh cậu, nhẹ giọng nói em vừa mới. Tại sao tức giận như vậy? Hắn muốn nói em vừa mới khóc cái gì, thế nhưng phòng chừng lại làm cho người xù lông, lâm thời sửa lại. Thân đông nhắm hai mắt lại không muốn để ý tới, cậu mới sẽ không nói cho thịnh khâu cậu vừa mới vì lời hắn nói, liên tưởng đến tương lai mình phải thích người đáng ghét như vậy, không nhịn được bi từ trong da, nước mắt tung gối giường. Ngược lại nghe nói rất nhiều người đều mẫn cảm trong thời gian mang thai, cậu cũng không phải người đầu tiên, không có gì mất mặt cả. Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau lúc thân đông tỉnh lại thịnh khâu đã không ở bên người. Thân Đông dọn dẹp một chút đi xuống lầu, Thím Quý lập tức ra hiệu cậu, "Cháu xem." Trong phòng bếp, Thịnh Khâu đang mặc tạp dề đang bận việc gì đó. Thím Quý cười nói, "Cậu ấy nghe nói cháu hai ngày nay ăn cái gì ói cái đó, xung phong nhận việc tự làm cho cháu, người cũng không tệ." Thân Đông hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế salon, tiện tay cầm lấy báo vừa mới đưa tới. Nói cũng kỳ quái, Thịnh Khâu tự mình làm cơm quả thực có ma lực, Thân Đông ăn sạch hết cũng không buồn nôn. Tim Quý Nhân tiện nói, "Cha con trời sinh, nói rõ bé con biết đây là cha nó tự mình làm, cho nên không làm khó cháu. Vẫn là phôi thai đấy, cái gì khó hay không khó." Thần Đông liếc mắt nhìn người đàn ông đang nhìn mình, tàn nhẫn lườm hắn một cái, Thịnh Khâu lại cúi đầu cười khẽ một tiếng. Sau khi ăn xong hai người cùng trở lại vọng đô, đi qua cao tốc Thân Đông nói, trực tiếp đến cục dân chính. Thịnh Khâu đương nhiên cũng muốn đi lấy giấy chứng minh, trực tiếp đưa người vào không lâu sau lần thứ hai đi ra, trong tay hai người là tờ giấy đỏ, mở ra là ảnh hai người chụp chung. Chỉ là xem bức ảnh, hai người đều khẽ mỉm cười, đầu dựa vào nhau, hạnh phúc như đại đa số vợ chồng. Không biết trùng hợp thế nào, bọn họ bên này vừa mới lấy được giấy kết hôn, bên kia thân bình lại gọi điện thoại tới, đông đông, phòng bân từ nước ngoài về, con về gặp đi. Thịnh khâu cách gần vừa vặn nghe thấy tên phòng bân, sắc mặt thay đổi tại chỗ. Chương 14, thân đông cũng không có bất kỳ cảm giác gì với việc lấy giấy chứng nhận mà thịnh khâu thì hết sức kích động và căng thẳng hắn nhiều lần nhìn tới nhìn lui tờ giấy nhỏ kia ngón tay lướt qua bức ảnh hai người ở phía trên khóe miệng không nhịn được vung lên nụ cười nhảy nhót kéo mở cửa xe cho thân đông ngồi vào thịnh khâu vòng về chuẩn bị lái xe thân đông ở trong xe nghe điện thoại của thân bình đông đông phòng bân từ nước ngoài về con về gặp đi Đuôi lông mày thân đông nhếch lên Cúp điện thoại phát hiện Thịnh Khâu vừa mới đặt giấy kết hôn ở tay lái chuẩn bị thời khắc ngắm nhìn đã sắc mặt khó coi nhìn cậu. Thân Đông bất ngờ, "Làm sao, cậu còn nhớ chuyện trước kia à?" Phòng Bân quen bọn họ lúc đi học ở nước ngoài, quan hệ của hắn và Thân Đông không tệ, đã từng còn cố ý bắt nạt Thịnh Khâu. Nguyên nhân cũng là bởi vì cùng chán ghét Thịnh Khâu, Thân Đông mới làm bạn với Phòng Bân, tuy rằng Thân Đông không thích nói xấu Thịnh Khâu trước mặt người khác, thế nhưng nghe người khác nói vẫn rất sảng khoái cậu ta tới tìm em làm gì thịnh khâu không trả lời mà hỏi lại lông mày nhíu chặt không biết thân đông nói nhưng tôi quãng thời gian trước nghe cậu ấy nói muốn về nước phát triển lần này đại khái là thuận tiện tới gặp một chút ấn tượng của cha tôi với cậu ấy không tệ lại không phải chắc điều kiện gia đình của phòng bân cũng không bình thường ở thành phố này cũng là đại gia số một số hai có tiền có quyền có nhân mạch thân bình thường thường nói cho thân đông phải làm thân với loại người này bởi vì làm không tốt thì có chỗ cần người ta giúp. Vậy anh trở lại với em, thịnh khâu đột nhiên nói, cũng khởi động xe, thân đồng vốn dự định để hắn đưa về, cũng không nói gì. Thịnh khâu hỏi, ba em thích gì? Lần đầu gặp mặt, Trung Quy phải mang chút lễ ra mắt. Mang lễ ra mắt làm gì? Tôi cũng không nói dẫn cậu đi gặp ông ấy. Lấy giấy rồi, đi gặp cha vợ là phải. Thôi đi, thân đông dựa vào cửa sổ xe lười biếng nói, ông ấy đại khái sẽ không muốn gặp cậu sắc mặt thịnh khâu tối sầm một đường không nói lời nào xe dừng lại ở cửa lớn thân đông buồn ngủ xoa xoa mắt đang chuẩn bị xuống xe đột nhiên bị hắn túm lấy tay thịnh khâu trầm giọng nói ba em có phải là không thích anh thịnh khâu không phải người ngu trong ngày thường lúc gặp mặt thân bình đối phương ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí cho hắn bây giờ liên tưởng đến thân đông gấp gáp muốn lấy giấy như vậy phòng chừng cũng có nguyên nhân chỗ thân bình cậu cũng rất có tự mình biết mình đấy thần đông một chút cũng không khách khí nói cũng không phải chỉ là không thích căn bản là xem thường cậu thịnh khâu liếc nhìn tờ giấy đỏ chót trong lòng sôi trào tức giận làm đáy mắt của hắn cũng thiêu đỏ nói cho cùng hai người cũng đã kết hôn rồi thần đông đột nhiên phát hiện nhìn thấy thịnh khâu ăn quả đắng cũng nhói tim cậu đặt một tay khác lên bàn tay đang đặt trên mu bàn tay mình của thịnh khâu nói ông ấy xem thường thì sao tôi xem trọng là được thịnh khâu hiếm thấy được cậu an ủi lửa giận kỳ dị được một dòng nước ấm dẹp loạn hắn mở miệng lần nữa anh đi vào với em không cần thân đông nói mình tôi vào là được lát muộn cậu nhớ tới đón tôi anh cùng tôi nói không cần thân đông đẩy hắn ra không nhịn được nói có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu cậu kéo mở cửa xe ánh nắng cực nóng bên ngoài khiến người nhất thời quáng mắt thịnh khâu thấy cũng xuống xe đi tới mở ô che khuất ánh nắng cho cậu nói vậy anh chờ em ở ngoài có việc nhớ liên lạc với anh. Thân đông bật cười, cậu làm cái gì thế? Tôi không phải vào đầm rồng hang hổ, đây là nhà tôi. Ngón tay thịnh khâu co lại đụng vào hai má cậu, lại ẩn nhẫn thu hồi, anh chờ em ở ngoài. Thân đông không quá vui, để người nhìn thấy sẽ cảm thấy bọn họ cố ý không cho cậu vào cửa, quá mất mặt, thôi cậu về đi. Thịnh khâu mím môi, kiên trì, anh chờ em. Thân đông bị ánh mắt trầm tĩnh mà thâm trầm của hắn làm cho da đầu run lên, đoạt lấy ô che nắng, tức giận nói, kệ cậu. Cậu quay người muốn đi, thịnh khâu lại kéo cậu trở lại, không được một mình ở chung với phòng bân, lòng cậu ta mang ý đồ xấu. Cậu ta thế nào tôi không rõ hơn cậu à, ở nhà tôi thì cậu ta làm được gì? Thấy sắc mặt thịnh khâu vẫn nặng nề như cũ, thần đông cong môi vươn ngón tay, dùng sức kéo khóe miệng của hắn lên một chút. Thịnh khâu có cảm giác cong khóe miệng, thần đông lập tức thu tay lại quay người, đi đi thịnh khâu không yên lòng theo hai bước đông đông em tin ba em không thân đông không nói gì cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào trong cửa lớn thịnh khâu đứng dưới ánh mặt trời sờ sờ khóe miệng của mình nơi đó dường như còn lưu lại xúc cảm mềm mại của ngón tay thân đông lấy lại tinh thần hắn dừng xe ở một chỗ dâm mát một lần nữa móc giấy kết hôn của hai người ra cẩn thận nhìn bề ngoài phòng bân vô cùng nhã nhận lễ độ đeo kính mắt gọng vàng một bộ nhân sĩ tinh anh Nhìn thấy Thân Đông đi tới lập tức tiến lên hai bước ôm cậu, rốt cục cậu về rồi, tớ đợi cậu hơn một tiếng. Thân Đông cười cười, sao lại rảnh rỗi đến nhà chơi vậy? Còn không phải nhớ cậu à? Ánh mắt phòng Bân ôn hòa, đồng dạng trong giọng nói ôn hòa mang theo ý tứ hàm xúc không nói ra được. Thân Bình ở một bên cười nói, a à, Bân cũng để bụng con, lần này về mang không ít quà cho con. Thân Đông nhàn nhạt, nhạt nhìn khắp bốn phía, Mạc phân phân không ở đây, phòng trừng bị Thân Bình đuổi đi phòng khách chỉ có ba người bọn họ lạnh thanh cậu ngồi xuống ghế sofa phòng bân theo sát cậu thân đông xoay mặt cười nói cậu lần này về đúng lúc cho cậu xem cái này hả phòng bân ló đầu thân đông đưa tay mở túi ra móc tờ giấy đỏ từ bên trong nhưng đầu nói tớ kết hôn rồi nghi thức phòng trường cũng mấy ngày tới nhớ đến tham gia lễ cưới nụ cười của thân bình cứng đờ người giúp việc bưng nước trái cây tươi mới lên thân đông bưng lên uống một hớp khóe mắt đôi lông mày đều tràn đầy ý cười, liếc sắc mặt phòng bân, nói, sao thế? Không nhớ người này à? Thịnh khâu ấy, trước đây cậu còn hay tìm gây sự. Phòng bân ngoài cười nhưng trong không cười, chậm rãi nói, không phải cậu ghét cậu ta nhất à? Vậy thì làm sao, tớ đây không phải là... Đông đông, thân bình cắt lời, nói, hôm nay hai con đi lấy giấy kết hôn. Đúng ạ, à, lúc ba gọi điện thoại con mới từ cục dân chính đi ra thân bình cao mày, còn gấp quá, cũng không thương lượng với người trong nhà một chút. Thương lượng cái gì, thân đông nghi ngờ nói, ba và dì không phải thích anh ấy sao. Phòng bân vào tóc, phun ra một hơi, nói tớ đi vào phòng rửa tay. Sau khi phòng bân rời đi, trong phòng khách lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Thân bình nghiêm mặt nói, con đi theo ba. Thân đông bưng nước tranh chậm rãi cùng ông đến cửa sổ sát đất ở sân sau, rau cỏ xanh ngắt bên ngoài bị mặt trời phơi ủ rũ, mơ hồ có thể nhìn thấy hoa cả màu tím thân đông bởi vì cảnh sắc nhỏ lơ đãng này mà lộ ra nụ cười tâm tình khoái trá thân bình xoay người nói con biết hôm nay phòng bân tới làm gì không há làm gì cậu ta đến cầu hôn thân đông phụt phun nước chanh lên mặt thân bình mặt ông ta càng thêm khó coi thân đông ngạc nhiên một khắc phản ứng lại vội vàng bảo người mang tới giấy ăn cho ông lau xin lỗi ba tay cậu bị thân bình gạt ra lão già nổi giận đùng đùng tự lau mặt, thân đông giờ khóc giờ cười nói, con đã mang thai, ba nói với tổ ta thế nào. Thân bình ném giấy ăn xuống, ngữ khí lập tức nghiêm túc, thân đông, con là một người có giá trị, không thể để đại sự cuộc đời của mình cứ lãng phí ở một người không có giá trị như vậy. Thân đông tiếp tục uống nước chanh, rũ lông mi không nhìn ra tâm tư đáy mắt. Thân bình tiếp tục nói, con có thể phá đi, phòng bân đứa nhỏ này ba thấy không tệ bây giờ phòng ra cũng có dự định đến vọng đô phát triển nếu hai nhà thân phòng chúng ta thông ra con là người thông minh biết điều này có ý gì thân đông một lần nữa ngẩng đầu lên đồng thời lộ ra nụ cười nhưng con đã kết hôn với thịnh khâu rồi thân bình vung vung tay thế có gì khó chỉ là giấy chứng minh mà thôi ba có thể giúp con vứt đi chỉ cần con kết hôn với phòng bân làm lễ cưới đăng tin tức chuyện của con và thịnh khâu không thể lộ ra phòng bân cậu ta có thể đồng ý không phòng gia làm thông gia theo thân gia chúng ta là quan hệ cùng có lợi phòng bân cũng có ý với con còn ước ao ấy chứ huống hồ chờ sau này con có thai con trai của nó dùng thủ đoạn của con tương lai chủ phòng gia là cậu ta hay là ai còn chưa chắc đâu nói xong lời cuối cùng dã tâm đáy mắt ông ta đã không hề che giấu thân đồng rũ lông mi cười ba đánh giá cao con quá thân bình bật cười Kiêu ngạo nói, bản lãnh của con ba đương nhiên biết, phòng gia cũng biết năng lực của con. Nếu phòng bân có thể kết hôn với con, đó là phúc khí nó tu luyện tám đời. Thân Đông nửa ngày không lên tiếng, cậu lặng lặng nhìn vườn rau bên ngoài. Đó là thời điểm thân bình không có chuyện gì làm, nếu chỉ nhìn ông ta, thân Đông sẽ không cảm thấy ông ta là người có nhàn hạ thoải mái làm chuyện đó. Thân Đông không nhịn được nghĩ, hóa ra ông cũng biết năng lực của tôi hóa ra trong lòng ông cũng sẽ tán thưởng tôi, hóa ra ông cũng sẽ bởi vì tôi mà kiêu ngạo. Trong mắt của cậu hơi nước mịt mờ, dây lát tản đi, chậm gì gì uống một hớp nước trái cây chua ngọt, chậm rãi nói, nếu người ngoài cũng hận không thể dùng hôn nhân để trói chặt con để con phát huy tác dụng, sao ba cứ phải đẩy con ra ngoài. Cậu nhìn hoa cà trong vườn, như thể không phát hiện được hơi nước ngưng tụ nơi đáy mắt, con ở lại thân ra phát huy tác dụng cho ba không tốt sao. Cậu rời mắt, bình tĩnh đối diện với đôi mắt của thân bình, đột nhiên cười diễm lệ, dù sao, con sinh ở đây, lúc đó chẳng phải nhà chúng ta tu luyện phúc khí tám đời à. chương 15, nhìn mặt thân bình đặc sắc, thân đông nở nụ cười, ngó mặt đi chỗ khác nói, bà nói đúng, người sống chung quy phải phát huy giá trị của mình đến chỗ lớn nhất, thịnh khâu đích xác không thích hợp với con. Thân bình chung quy là lão bánh quẩy, lập tức quang trào phúng vừa nãy của thân đông ra sau gáy, Nghiên cứu lợi ích thực tế trước mắt, vậy con dự định. Bà hai biết rõ con ghét Thịnh Khâu, cố tình làm ra loại chuyện bị ổi này định hạ nhục con. Ba, ba hy vọng con phát huy hết giá trị lợi dụng của mình, như vậy là bao nhiêu cũng phải cho con một câu trả lời chứ. Thân Bình nghe được cậu đây là bất mãn hết sức với Mạc Vân Vân, ông ta lập tức nói con muốn thế nào. Bà đưa cho bà hai công ty mỹ phẩm kia bà ta dường như không biết dùng, không có cách nào phát huy giá trị lợi dụng đến to lớn nhất. Không bằng cho con làm đồ cưới thế nào. Sắc mặt thân bình cứng đờ. Cái công ty kia là tài sản ông ta lặng lẽ cho Mạc Vân Vân. Đã trên danh nghĩa 9 năm. Bây giờ hàng hiệu ở quốc nội cũng coi như hơi có danh tiếng. Là công ty đắc ý nhất của Mạc Vân Vân. Bây giờ thân đông lại mở miệng muốn cái này. Chuyện này quả thật là muốn đào tim phổi của Mạc Vân Vân. Đông đông, con phải biết. Thông gia với phòng gia đối với con cũng là chuyện tốt. Dù sao cũng hơn thỉnh khâu. Quên đi thân đông nhích nghiệm nói nạo thai thương thân hơn nữa sau này con có thể có thêm con hay không còn không biết thịnh khâu tuy rằng gia thế không sánh được phòng bân mà thắng ở tốt với con chi tốt thường nhạc con cần gì phải giấy lên nguy hiểm khả năng không mang thai được nữa nhất định phải thông gia với phòng gia thân bình hít một hơi sắc mặt trở nên hết sức khó coi thân đông biết kỳ thực thông gia với phòng gia hay không thông gia đối với thân bình cũng không đáng kể chỉ là cậu kết hôn với thịnh khâu mới là chuyện ông ta không cách nào nhịn được. Bởi vì thân phận thịnh khâu ở trong mắt ông ta quá bất kham, chuyện này truyền đi thân bình mới thật sự là tối mặt. Mạc Vân Phân có thể đáp ứng hay không thân đông không biết, thế nhưng cậu biết thân bình nhất định sẽ dựa vào chuyện này thương lượng với bà ta. Có thành công hay không không đáng kể, cậu chính là muốn làm Mạc Vân Phân buồn nôn thôi. Khóe mắt liếc về phòng bân đã đi ra, thân đông quay người đi sang bên kia, chỉ nhẹ nhàng lưu lại một câu ba ba thật sự là ba ruột của con à thân bình nhất thời như bị xét đánh nói gì với chú thế phòng bân như thể đã điều chỉnh tốt tâm tình thân đông để ly xuống cười nói căn cứ giá trị quan hàn huyên tán gẫu phòng bân bật cười nói em gái tớ vừa mới gọi điện thoại cho tớ ngày hôm nay tớ không ở lại ăn cơm thân đông kinh ngạc ba tớ gọi tớ về để tiếp cậu đấy đông đông Phòng Bân sâu sắc nhìn cậu, cậu thật sự không biết hôm nay tớ tới làm cái gì à? Thân Đông yên lặng nhìn hắn một mặt vô tội, Phòng Bân lại không hề nói tiếp. Hắn lắc lắc đầu, nói: "Tớ đi trước. Lúc cậu kết hôn sẽ thông báo cho cậu." Thân Đông cũng không thúc hỏi, nói: "Tớ đưa cậu đi ra ngoài." Thân Đông cùng Phòng Bân đi ra, tài xế của hắn đã lái xe tới, hai người đứng ở dưới bóng cây mặt đối mặt. Phòng Bân đột nhiên lại xoay người lại đôi mắt sau kính mắt viền vàng có vài phần không cam lòng, có thể mạo muội hỏi vấn đề không? Nói, tại sao cậu lại đột nhiên lựa chọn thỉnh khâu? Tớ mang thai, không khí phút chốc bất động, ngón tay phòng bân đột nhiên siết chặt, sau đó lại lặng lẽ thả ra. Hắn nửa nheo mắt lại, thịnh khâu đặt bẫy cậu. Vậy thì không phải, thân đông nghĩ. Chuyện này thật ra thì vẫn là cậu gây ra trước, không trách lên đầu thịnh khâu được, cho nên cậu khe khẽ lắc đầu, che giấu chuyện cậu gây sự, hơi nước trong mắt bốc lên, khá hoan ức nói, bà hai hại tớ. Một cánh tay phòng bân vắt áo khoác, một cái tay khác đột nhiên nắm chặt tay cậu. Hắn mím chặt môi trầm tư một chút, chậm rãi thả ra, nói, nếu như cậu hối hận, gọi điện thoại cho tớ. Ý của hắn là, nếu như cậu hối hận không muốn ở cùng thỉnh khâu nữa, còn có thể lựa chọn hắn. Thân đông không đáp lại, chỉ là cười nhạt, phòng bân biết tính tình cậu sẽ không dễ dàng tìm kiếm người khác trợ giúp như vậy, cũng không nhiều lời, hơi dừng lại, quay người rời đi. Xe chạy ra chỗ ngoặt cổng thân ra, một chiếc xe dừng lại dưới bóng cây đưa tới phòng bân chú ý. Cơ hồ ở trong cùng một lúc, bọn họ song song hạ cửa sổ xe, bốn mắt đan sen trong nháy mắt, lại song song lạnh lùng rời mặt sang chỗ khác. Phòng bân đã đi, thân đông cũng không cần phải lưu lại, tự lên lầu thu dọn giấy chứng nhận còn có vài tấm thẻ ngân hàng, lại thu dọn mấy bộ quần áo, sau đó nhấc theo vali hành lý đi ra cửa thời điểm đi ngang qua phòng ngủ chính, cậu đột nhiên đảo con ngươi một vòng, lén lén lút lút chui vào. Lúc xuống lầu thân bình đang ngồi trên ghế salon cao mày, thân đông nói, con tạm thời không trở lại, chờ ba và bà hai thương lượng xong thì liên lạc lại với con. Thân bình trầm mặt không nói lời nào, thân đông kéo vali hành lý mở dù đi ra ngoài. Đúng là biết chọn chỗ đấy, thịnh khâu bỏ hành lý của cậu vào cốp sau, ý thức được cậu đang nói tự chọn bóng cây tốt, nở nụ cười, Thu dù bảo người ngồi vào, nói: Ba em thấy giấy kết hôn rồi à? Ừ, nói gì không, nói một chàng phí lời. Thần Đông phun tào xong, biểu tình phút chốc vui vẻ, nói: Đi Minh Hạc Trai ở phố ất mão. Minh Hạc Trai xưng là kim diện trai, ý là vào Minh Hạc Trai đều là thoa vàng lên mặt, không phải có tiền thì là có quyền. Bọn chuột nhất chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không thể gần. Toàn bộ đồ cổ nơi này thu nhận đều là các đại thế gia từ buổi đấu giá đoạt được với giá cao phần lớn người có tiền mua đồ cổ cũng không phải là vì thu gom, chỉ là khoe khoang hoặc là tăng tỷ giá đồng bạc. Nhưng những đồ cổ này bày ở nhà thì người thưởng thức tất nhiên lác đác không có mấy, vì vậy bên này có minh hạc trai tồn tại. Trong đó mỗi một món đồ cổ đều có nhãn hiệu, trên đó viết người sở hữu là ai, bán đấu giá ở đâu, giá tiền, mặt sau số còn có thể thêm vài câu ra dáng, tỏ vẻ mình có nội hàm cỡ nào. Rất nhiều người đều dùng có thể có một tấm bảng hiệu tại Minh Hạc Trai để làm vinh bởi vì toàn bộ nhãn hiệu nơi này đều là người có địa vị có danh tiếng. Bởi vì tiếp đón khách mời trong ngoài nước đều có, cho nên khi có thể đặt một đồ cổ thuộc về mình ở đây, cũng là mang ý nghĩa tên của mình vô cùng có khả năng đã chuyển đến nước ngoài, thành quý tộc nhân sĩ trong miệng người đời. Thịnh khâu tất nhiên là không có tư treo biển hành nghề ở đó, nghi ngờ nói đến đấy làm gì. Cậu biết Mạc Vân Phân quãng thời gian trước mới vừa ký gửi một cái ngọc kỳ lân thời kỳ Tây Chu không? vào minh hạc trai cũng không phải là có tiền là được, người này hoặc là phải là quý tộc được công nhận, hoặc là chính là nắm giữ đồ cổ làm minh hạc trai động lòng, nhà giàu mới nổi cũng không tư cách. Mà Mạc Vân Vân có thể treo biển ở trong là bởi vì Ngọc Kỳ Lân kia có thể gặp không thể cầu, là thứ quý giá trong minh hạc trai, bằng không thân phận kia của bà ta dù như thế nào cũng không ra hồn. Mà mục đích của thân đông đoan chính là vì hái xuống cái mắc của Mạc Vân Vân, kéo cái mắc bà ta cho là mặt bàn xuống ý thức được ý nghĩ của thân đông thịnh khâu bất đắc dĩ đơn bằng chứng em lấy thế nào thân đông cây ngay không sợ chết đứng chộp thịnh khâu lúc tôi kết hôn họ xì ra ít hồi môn là phải trên thực tế thân đông nhìn chằm chằm vật này cũng không phải một ngày hai ngày bằng không làm sao dễ dàng lén lấy như vậy cậu nói xong thấy mặt thịnh khâu lộ thần sắc không đồng ý lập tức bày ra thần sắc còn bất mãn hơn hắn hỏi cậu là chồng tôi hay là chồng mạc vân phân Thịnh Khâu lập tức thẳng người, gọn gàng tỏ vẻ trung tâm, chồng em. Thân đông hừ lạnh một tiếng, Thịnh Khâu nhìn người gương mặt xinh đẹp, trong lòng lại là run sợ một hồi. Vị này nhà mình đúng là tay trộm đồ thiện nghệ, nhưng thôi, vạn sự còn có hắn đây. Hắn nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng người bẹp một cái lên mặt người ta. Kim diện trai này thuộc về thịnh gia quản lý, từ nơi này một chút cũng có thể nhìn ra quyền thế ngập trời của thịnh gia, nhiều đồ quý như vậy một khi thất lạc hoặc là hỏng hóc, người bình thường có thể không gánh nổi nguy hiểm lớn như vậy. Thịnh khâu dừng xe ở trong bãi đỗ xe, bung dù đưa thân đông một đường đi tới, khoe mắt liếc về mấy người nước ngoài đang mua vé, lại nhìn thân đông, trực tiếp kiềm mặt. Minh Hạc Trai một lần chỉ tiếp đãi 50 người, có một ít du khách mộ danh mà đến đang chờ đợi ở bên ngoài. Thân đông nhanh chân đi vào, tiếp đón ở cửa là một cô gái buộc tóc đôi ngựa, mặc tây trang màu đen, thẻ tên viết Dương Phân. Cô cười khéo léo, thân đại thiếu gia ánh mắt đối phương phi thường sắc bén nhìn thấy thịnh khâu cũng là liếc mắt một cái nhận ra tiểu thịnh tổng vì đại gia tộc thịnh gia phân chia ở vọng đô thịnh khâu cũng phải có một cái danh hiệu lóe ra kim quang trước mặt người ngoài như thế thịnh khâu gật gật đầu dương phân cười nói tiểu thịnh tổng là lần đầu tiên tới là có bảo bối gì muốn ký gửi không có thịnh khâu nói tôi đi theo bạn đến dương phân lộ ra thần sắc bừng tình cười nói vậy thân đại thiếu ra tới ký gửi hay là thưởng thức lấy đồ, thân đông nhìn bốn phía một chút, nói, nhà tôi có ba cái gửi ở đây, tôi muốn lấy đi toàn bộ. Toàn bộ ba cái, toàn bộ, thân đông nói, đây là ý tứ của ba tôi. Ký gửi và lấy vật minh hạc trai luôn luôn tôn trọng lựa chọn của khách, Dương Phân gật gật đầu, nói, xin mời đi theo tôi. Ba người vào một hành lang màu nâu đậm, nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, trang điểm tinh xảo. Thân đông đối diện với cô, chào hỏi lẫn nhau, song song lộ ra nụ cười, thân đại thiếu ra rảnh rỗi đến chỗ tôi đây. Theo tôi được biết so với đồ cổ hình như cậu thích kiếm tiền hơn. Hôm nay tôi tới lấy đồ, ồ, thần sắc đối phương hơi bất ngờ, nhưng rất lễ phép không dò hỏi, nói, xin cứ tự nhiên. Thân đông gật đầu, thịnh khâu cùng người phụ nữ kia liếc thoáng qua, phát hiện đối phương dường như đặc biệt liếc mắt mình nhiều thêm một cái. Ba món đồ mà thân đông muốn lấy theo thứ tự là châm đồng mà mẹ mai âm của cậu đã từng đấu giá lư đồng của ba cậu, còn có một cái ngọc đỏ mà Mạc Vân phân quãng thời gian trước vừa mới bỏ vào. Ba cái này đều có giá trị không nhỏ, thần đông hai ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ lấy cái gì làm của hồi môn cho mình, cái này vừa vặn. Dĩ nhiên, chủ yếu mục đích vẫn là vì chọc tức Mạc Vân phân và kích thích thân bình. Cậu nghĩ chờ sau khi hai người bọn họ biết đến đồ cổ tượng trưng thân phận bị cậu lấy đi nhất định sẽ vô cùng kinh hỉ và bất ngờ, Thân Đông nghĩ đến biểu tình có khả năng xuất hiện của bọn họ cũng phải vui mừng lên tiếng. Lấy đồ chỉ cần mang tới bằng chứng thời điểm ký gửi là được, mà Thân Đông vốn là người thân gia, cho nên rất dễ dàng thông qua kiểm nghiệm. Dương Phân rót nước cho hai người mời ngồi ở phòng khách quý, tự mình đi lấy đồ. Thịnh Khâu suy tư, Thân Đông đột nhiên nghiêng đầu nói, vừa nãy người phụ nữ kia cậu biết là ai sao? Ai? Thịnh Khâu vừa nãy cũng đang suy nghĩ chuyện này. Đại tiểu thư thịnh gia, thịnh sủng. Hóa ra là vậy, thịnh khâu nhíu nhíu mày, thân đông đột nhiên kề sát vào hắn. Thịnh khâu phút chốc cho là cậu muốn hôn mình, lập tức không nghĩ bậy nghĩ bạ nữa, chỉ là chăm chú nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc theo bản năng liếm môi một cái. Thân đông nghiêm túc nhìn ngũ quan thịnh khâu, chú ý tới biểu hiện khát khao của hắn, lập tức đánh hắn một cái, ép hắn đoan chính tư thái mới nói, cậu nói, cậu có phải thực sự là huyết mạch mất tích nhiều năm của thịnh gia không? Thịnh khâu bóp mũi của cậu, nói mò kỳ thực dung mạo của cậu giống chị ấy, ai chẳng hai con mắt một cái mũi, đương nhiên giống. thân đông không vui lườm hắn một cái, đang muốn nói tiểu thiếu ra thịnh ra điều tra hắn, dương phân đã đưa người đem đồ vào. thân đông lập tức ném chuyện này ra sau đầu, cậu mở ra kiểm tra đồ một chút, đột nhiên đảo con ngươi một vòng, lần lượt chụp từng cái, sau đó đăng lên vòng bạn bè. ba mẹ còn có gì tặng quà cưới cho tôi, rất thích. cảm ơn ba mẹ và gì ạ, à. đính kèm ảnh, a còng. Người đi, quá sướng, chương 16. Tin tức trong vòng bạn bè là thân mặc nhìn thấy trước, hắn giật mình mẹ lại giao đồ quý trọng như vậy cho anh mình. Bất ngờ gọi điện thoại dò hỏi thì mặc vân vân đang spa, nghe thân mặc nói đến việc này bà ta còn sửng sốt một chút, vẫn duy trì trò chuyện mở vòng bạn bè ra, mặc vân vân ngồi bật dậy, mặt nạ trên mặt nhất thời rất xuống. Bà ta gọi điện thoại cho Minh Hạc Trai, đợi đến lúc cúp máy, nhất thời nổi giận, giơ tay ném điện thoại di động nổi giận đùng đùng ngồi xe về nhà, trên đường cả người Mạc Vân Vân đều không ngừng được run lẩy bẩy. Thân đông là tính cách gì bà ta vẫn luôn nhìn ở trong mắt, trước đây cậu còn muốn từ thân bình tranh đoạt quyền thừa kế, còn mang kiêm kỵ trong lòng, bây giờ cậu ý thức được mình là giới tính thứ ba, trong lòng biết không chiếm được chút coi trọng nào từ chỗ thân bình, bắt đầu thay đổi cách tìm cơ chiếm tiện nghi, vì đơn giản là đấu với bà ta, có lẽ làm bà ta tức chết chính là mục đích cuối cùng của cậu. Mạc Vân Vân biết rõ như vậy, nhưng vẫn cứ không nhịn được nổi giận. Suy nghĩ mãi, về đến nhà bà ta bày ra thần sắc oan ức nước nở, nước mắt rơi lại thực sự là không giả, anh xem đông đông đứa nhỏ này, nó làm sao có thể làm chuyện như vậy. Đây chính là tượng trưng cho mặt mũi nhà chúng ta mà. Đồ bị lấy đi, không biết còn tưởng là minh hạc trai xóa chúng ta đi sao. Thế thì mất mặt quá rồi. Sắc mặt thân bình cũng tái nhợt, vậy còn có thể thế nào? Nó nói là chúng ta cho nó, chẳng lẽ lại đòi về. Nghe lời này, trong lòng Mạc Vân Vân càng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Cho má này vốn là cố ý, rõ ràng là mình trộm lại cố tình còn nói là bọn họ tặng, bây giờ muốn lấy về thân bình chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng không thể gân xanh mu bàn tay Mạc Vân Vân này hết lên. Thân bình thở phào, giống như đang cố kìm nén, nói, nó cầm thì cầm đi, chỉ mấy cái đồ cổ mà thôi, lát nữa anh đi minh hạc trai một chuyến, ký gửi lại là xong. Lời nói này nhẹ, thân bình người như thế câu nói đầu tiên có thể một lần nữa ký gửi, đồ có lẽ không tốt như cái cũ, mà có thể đặt bên trong treo biển chính là có thân phận. Nhưng Mạc Vân phân, phân bà ta thì không giống như vậy. Ngọc Kỳ Lân chỉ có một miếng, minh hạc trai rất là chặt chẽ, cũng là bởi vì miếng ngọc này bà ta mới có thể chiếm cứ một vị trí ở trong. Nói cách khác, bản thân bà ta tại minh hạc trai căn bản không coi là người có thân phận, bằng không làm sao gả vào thân gia nhiều năm như vậy mới treo biển được vào nửa năm trước từ lúc treo nhãn hiệu, không ít nhóm phu nhân hiền quý ở vọng đô đều ước ao ghen tị bà ta, điều này thỏa mãn lòng hư vinh của bà ta, cũng không ai dám nói bà ta là tiểu tam thượng vị, bởi vì miếng ngọc này đại biểu vị trí nữ chủ nhân thân ra vững như bàn đá của bà ta. Nhưng hôm nay ngọc bị lấy, bà ta trong mắt người khác là bộ dáng gì, cũng không ai biết. Mạc Vân phân, phân nắm chặt ngón tay, móng tay cắm vào trong thịt. Thân đồng đây là thật một chút tình cảm cũng không để lại cho bà ta con chó lòng dạ đen tối này, quả thực là khắc tinh của bà ta. Mạc Vân Vân có bao nhiêu phẫn nộ, thân đông lại vui vẻ biết bao nhiêu, ôm ba bảo bối đi ra minh hạc trai. Thân đông hiếm thấy tính trẻ con dạo rực, đường phố bị mặt trời hôn như lò lửa cũng không thiêu được vẻ đắc ý của cậu. Thịnh khâu hiếm thấy thấy cậu như vậy, bao nhiêu lời nói cũng nuốt xuống, đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa sâu sắc của câu, em vui vẻ là được rồi. Thân đông khom lưng lên xe, Đá rơi dày xuống chân trần chui vào ghế sau, mở ngọc kỳ lân của Mạc Vân Phân ra tinh tế quan sát, đột nhiên ha ha cười ra tiếng. Thịnh Khâu từ gương chiếu hậu nhìn cậu, thân đông khép nắp lại, mắt to mắt liếc lại đây, hừ, nhìn cái gì? Thịnh Khâu hỏi, đói bụng không? Nói lại, bận biểu lâu như vậy cậu cũng đói bụng, không chỉ đói bụng, còn buồn ngủ, nhưng đến cùng tâm tình tốt, thân đông ôm ba bảo bối, xoa xoa bụng, nhưng đầu nói, cũng đói bụng. Đói bụng lắm không? chúng ta về nhà làm cơm, có muốn ăn gì lấp bụng trước không? Không muốn, thần đông cao mày, tiếp tục ngẹo cổ dựa vào ghế ngồi, ngáp một cái. Thịnh khâu lái xe về nhà, thần đông không lập tức dựa vào phía sau mơ hồ, trong miệng còn lầu bầu câu gì, thịnh khâu không nghe rõ. Đến trước cửa nhà, thịnh khâu kêu cậu hai tiếng, thần đông nhấc mí mắt loảng choảng xuống xe. Thịnh khâu ôm cậu trở về nhà, chỉ lo đụng sức mẻ, đến phòng ngủ đặt người lên giường, mở điều hòa, tự mình cởi giày lại đắp chăn mỏng để tránh khỏi cảm lạnh làm xong này đó nhìn lại đối phương đã ngủ thiếp đi thịnh khâu nhìn cậu một phút chốc ánh mắt toát ra thần sắc ôn hòa cúi đầu hôn một cái đi vào nhà bếp nấu cơm xong đi gọi người vô tội chúng một cái tát cũng không đánh thức người được thịnh khâu trầm mặt nhìn người đang rụt đầu chậm rãi thở dài thần đông liên tiếp ngủ ba tiếng mới tỉnh lại chuyện đầu tiên là ra cửa kiếm ăn trong nồi có cháo cậu ăn ba bát thời điểm thịnh khâu từ thư phòng đi ra nhìn cậu thì đã ăn cơm nước buổi trưa no căng diều, đang nằm trên ghế salon cầm điện thoại di động chơi. Có phóng xả, tiếp xúc ít thôi, thịnh khâu đi tới thu dọn chén dĩa, thần đông ngoảnh mặt làm ngơ, chờ thịnh khâu thu dọn xong bưng đĩa hoa quả đi ra, lúc này cậu mới thả điện thoại di động xuống, ngẩng đầu lên sướng sờ nhìn hắn. Thịnh khâu cuốn ống tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc cường tráng, để khay xong ngồi xuống cạnh cậu, giơ tay gầy tóc mái của cậu một chút, giữa ngón tay nhất thời truyền đến mùi nước tẩy thần đông hát hơi một cái thịnh khâu một mặt căng thẳng bị cảm thần đông xoa xoa mũi đột nhiên hỏi ba mẹ cậu biết chuyện của chúng ta chưa vẫn chưa biết thần đông lập tức nhíu mày tại sao không nói thịnh khâu từ mặt mày cậu nhìn ra tâm ý ôn hòa giải thích lúc đó em chưa quyết định xong anh sợ họ uổng công vui vẻ một hồi giải thích này ngược lại là hợp tình hợp lý thần đông thu hồi thần sắc không vui nói, bây giờ có thể nói, dẫn tôi đi gặp ba mẹ cậu. Thịnh khâu sừng sốt một chút, thân đông khó chịu nói, làm gì, chẳng lẽ ba mẹ cậu cũng không thích tôi. Không không, thịnh khâu lắc đầu, cười nói, anh chỉ là không nghĩ tới em sẽ chủ động nhắc tới. Thân đông không lên tiếng, cậu tuy rằng tính khí không tốt, mà vẫn có giáo dưỡng, kết hôn với thịnh khâu không cùng sinh hoạt với ba mẹ hắn còn chưa tính, cũng không thể gặp mặt cũng không. Nếu quá phận làm bộ làm tịch, không riêng thịnh khâu mất mặt, truyền đi người khác chỉ có thể nói cậu không tố chất. Huống hồ cậu cũng hiếu kỳ và kính nể đối với đôi vợ chồng già từ nông thôn đi ra lại cắn răng đưa thịnh khâu ra nước ngoài. Còn có, cậu muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt khi còn bé của thịnh khâu khắp nơi đều vượt qua cậu rốt cuộc là như thế nào? Quê nhà thịnh khâu là trấn nhỏ cách vọng đô 200 km, lái xe đi ít nhất phải 4 tiếng, thần đông vô cùng bất ngờ, nhà cậu xa như vậy, năm đó làm sao tới đây học? không phải là nên học ở trấn trên à. Lúc đó ba anh làm khoán ở đây, mẹ anh làm công trong xưởng, nhà anh không có ông bà, không thể làm gì khác hơn là đi cùng họ. Thịnh Khâu gọi điện thoại về nhà nói cho bọn họ biết ngày mai trở lại, còn nói chuyện lấy giấy kết hôn và mang thai, cha mẹ Thịnh gia tất nhiên vui vẻ, nói thẳng muốn Thân Đông nhận điện thoại. Thịnh Khâu liếc nhìn Thân Đông một cái, thấy cậu một mặt không vui, nói em ấy ngại, chờ chúng ta gặp mặt lại nói, ừm vâng, vậy con cúp đây nói cúp mà còn cảm giảm gần tới 10 phút, thân đông ôm gối dựa ghế sofa, bĩu môi. Tâm lý có chút đố kỵ, mai âm khi còn tại thế cũng sẽ lại nhảy cậu, nhưng đáng tiếc bà đã chết sớm rồi. Cậu lại cầm điện thoại di động, đồ cổ được mấy bạn tốt nhìn thấy trên vòng bạn bè, Vân Dương lúc đó phun, ấn like cho cậu sau đó lại bô bô hàn huyên một trận. Thân gia bên kia đến nay còn chưa gọi điện thoại tới mắng cậu, thân đông cảm thấy bọn họ hẳn là đang nghĩ làm sao để kiếm Ngọc Kỳ Lân về lại buồn bực ngán ngẩm, thân đông lại hỏi Thịnh Khâu, ba mẹ cậu bao nhiêu tuổi. Trong ấn tượng của cậu hình như từng gặp cha mẹ Thịnh Khâu, rất già, mà không nhớ ra được dáng dấp cụ thể. Cha anh 67, mẹ anh 68, vậy mẹ cậu 38 tuổi sinh cậu. Thịnh Khâu thấy cậu một mặt giật mình, cảm thấy chơi vui, vòng tay ôm cậu, nói, mẹ anh lúc tuổi còn trẻ lưu lại mầm bệnh, vẫn luôn không có cách nào sinh dục. Sau đó thân thể dưỡng tốt mới sinh ra anh vậy nhà cậu chỉ một mình cậu. Ừm, thân đông chua xót liếc mắt nhìn hắn. Con độc nhất, ước ao chết người. Thịnh khâu cảm thấy cậu thực sự đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn cậu. Thân đông đưa tay đẩy, kết quả bị bá đạo hôn lên. Đầu lưỡi đối phương bừa bãi tàn phá trong cổ hỏng cậu, trong thân thể thân đông đột nhiên tháo chạy một luồng dòng điện. Bàn tay nắm chặt cổ tay cậu của thịnh khâu làm cả người cậu tỏa nhiệt, nhất thời thậm chí hơi muốn. Cậu không phục hôn trả lại, đầu lưỡi mềm mại dây dưa, hơi dùng sức, đẩy thịnh khâu ngã xuống trên ghế sa lông, nhấc chân ngồi trên người hắn. Đôi môi tách ra kéo theo chỉ bạc, ánh mắt thịnh khâu lửa nóng nhìn cậu, không che giấu dục vọng như dã thú của mình chút nào. Thân đông nhíu mày, mông ngồi trên bụng dưới đột nhiên giật giật, phát hiện độ cứng vật kia, xấu xa nói, muốn. Hầu kết thịnh khâu lăn, còn người thân đông đảo một vòng, lại nói, muốn tôi hay muốn con. Thịnh khâu ngồi xuống ôm lấy cậu, thấp giọng nói, anh chỉ muốn hôn em, không làm. Sao không làm, thân đông hất cầm lên hôn hắn một cải, cọ cọ mông, mềm mại nói tôi muốn nha. Đầu thịnh khâu đột nhiên vù một tiếng, tay ở bên hông cậu hơi siết chặt, hắn chậm rãi cây chán thân đông, giọng khàn khàn, em nói thật không? Cậu cảm thấy thế nào? Thịnh khâu nuốt nước bọt, đôi mắt thiêu đốt sụp hỏa hừng hực làm thân đông hoảng sợ. Chắc hẳn là vậy, hai tháng rưỡi trước một lần giao lưu duy nhất làm sao có khả năng tưới tắt dục vọng kéo dài 15 năm. Thịnh khâu vẫn như cũ khát khao, chỉ là cân nhắc đến thân thể của cậu mới cố nén, thân đông tận lực trêu chọc không khác gì tưới dầu lên lửa. Mắt xem môi của đối phương càng dán càng gần, vật dưới mông cũng càng ngày càng nóng, thân đông nhất thời kinh sợ. Tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, thân đông lập tức vồ tới, nhìn thấy tên trên đó, nhất thời muốn đẩy thịnh khâu ra thịnh khâu cũng nhìn thấy hai chữ kia mặt không hề cảm xúc nắm chặt cánh tay không cho cậu trốn thân đông chừng hắn buông tay thịnh khâu mím môi lại cứ nghe đi thân đông rất bất mãn lại đột nhiên thoải mái cong môi nói cậu ghen thịnh khâu trầm mặt ừ thân đông ha 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 cười ra tiếng thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen thấy đủ là thôi quyệt miệng lại rên một tiếng nếu cậu cứ chịu thua như vậy thì không phục lắm tìm cơ giật giật người không động được vì vậy dùng sức đánh hắn một cái, buông ra một chút, tôi đổi tư thế. Thịnh khâu thoáng buông tay, thần đông đánh xong trong lòng sảng khoái, đổi thành ngồi nghiêng, xem thịnh khâu là gối dựa hình người, nghe điện thoại của phòng bân. Thịnh khâu lạnh lùng ôm người, dán tay vào, quang minh chính đại nghe trộm. chương 17, làm thịnh khâu bất ngờ là, dãy số mặc dù là của phòng bân, thế nhưng người nói chuyện là em gái của hắn. Giọng của đối phương rất non, có ngọt ngào nhu hòa thuộc về con gái. Tôi là phòng viện, thịnh khâu theo bản năng nhìn biểu tình của thân đông. Mấy năm ở nước ngoài đó, phòng viện cũng đi tìm phòng bân, nhưng thịnh khâu cũng không hay tiếp xúc với phòng bân, cho nên trong ấn tượng cũng chỉ biết là phòng viện vô cùng trầm mặc ít nói. Mấy lần gặp gỡ trong mắt của cô đều là đen thùi, không nhìn ra đang suy nghĩ gì. Thân đông cũng vô cùng bất ngờ, ồ, nghe nói anh sắp kết hôn rồi, chúc mừng. Ừ, cảm ơn, em phòng bân không thích nói chuyện, một tiếng này của thân đông làm song phương rơi vào trầm mặc. Một lát sau, phòng viện lại nói, lúc kết hôn cũng không cần mời anh tôi. Thịnh khâu tỏ vẻ tán thành với chuyện này, thân đông nói, được, tôi nói cho anh cô. Phòng viện lại trầm mặc một chút, nói, đừng nói là tôi nói. Vậy vãn nhất anh cô hiểu lầm tôi có thành kiến với cậu ta thì sao đây? Thân đông cũng không muốn vô duyên vô cơ bị đổ vỏ. Phòng viện nửa ngày cũng không nói gì, lại vài giây sau cúp điện thoại thân đông không để ý để điện thoại di động xuống đầy thỉnh khâu rồi cậu có thể đi bận rộn anh thong thả thỉnh khâu vẫn như cũ ôm cậu nhẹ giọng nói mấy ngày nay anh theo em ai muốn cậu theo thân đông cau mày thỉnh khâu lại ôm sát cậu thêm nói sang chuyện khác phòng viện người này rất nguy hiểm điểm này ngược lại là đưa tới một ít hứng thú của thân đông cậu gật đầu tán thành bảo thỉnh khâu bưng đĩa hoa quả lại đây cho mình ăn vừa ăn vừa nói có định ý với tôi không hiểu ra sao. Thịnh khâu xoa xoa đầu cậu, thân đông không thích chừng hắn, thịnh khâu cười, nói anh sẽ bảo vệ em. Mạc vân phân bên kia rất nhanh cũng sẽ có động tác, thiệt thòi bà ta sẽ không ăn trắng. Nói tới đây, thân đông đẩy thịnh khâu ra nhảy lên, xử lý ngọc kỳ lân của bà ta trước. Em chậm chút, thịnh khâu vội vàng cùng qua, thân đông mở hộp ra lấy miếng ngọc ra, hít mắt nhìn một phút chốc. Gia đình cậu có không ít đồ cổ, mưa dầm thấm đất nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút. Nghe đầu Ngọc Kỳ Lân này đã từng là là đồ thiếp thân của bá ấp khảo sau đó hắn bị trụ vương xử tử, miếng ngọc này rơi vào tay một quan sĩ. Người đó nhận ra miếng ngọc này, trả lại cho cơ phát làm đế sau đó. Bá ấp khảo là người tình cũ của Đát Kỳ, đẹp trai đa tài và được cho là nguyên nhân Đát Kỳ tiến cung mê hoặc trụ vương khiến nhà thương sụp đổ. Cơ phát là vị vua sáng lập triều nhà Chu, em của bá ấp khảo. Điển cố nói như thế, mà ai cũng không biết có phải hay không. Ngón tay thân đông mà miếng ngọc bôi điêu khắc tinh xảo, rất khó tưởng tượng thời đại lúc đó đã có người có tài năng xuất chúng như vậy. Nhưng này đó đều không trọng yếu, quan trọng nhất là nó có thể bán giá tiền tốt. Ba món đồ cổ giá chỉ tổng cộng là 130 triệu, trong đó miếng ngọc kỳ lân này là quý nhất, mà mặc Vân phân cũng từng bởi vậy được những phu nhân quý tộc kia ước ao gả được vị hôn phu tốt. Khoảng hơn 430 tỷ đồng Việt Nam. Thịnh Khâu giật mình giá trị của những thứ này, ba vật nhỏ này của em. Có thể mua được công ty của anh. Hừ, thân đông đợi cơ hội trào phúng, nhà quê. Thịnh Khâu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không chấp nhận với cậu. Thân đông một lần nữa trả ngọc về, nói chúng ta phải nhanh một chút bán vật này đi, đổi thành tiền mới là thực dụng nhất. Chỗ này của em có thể bán bao nhiêu? Huề vốn 50 triệu, thân đông thu hụt, nói cậu cũng là tục nhân, để trong nhà không có gì dùng hơn 165 tỷ đồng Việt Nam. Thịnh khâu vô tội bị mỉa mai lần thứ hai tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nhìn. Thần đồng đăng ngọc kỳ lân ở website chính thức của Minh Hạc Trai, song vỗ vỗ tay, một mặt đắc ý. Không biết Mạc Vân Phân lên website nhìn thấy Ngọc Kỳ Lân của mình thì sẽ là biểu tình gì? Nếu muốn treo biển ở Minh Hạc Trai, trong ngắn hạn ngoại trừ miếng Ngọc Kỳ Lân này cũng không có cái khác có thể thay thế. Thế nhưng nếu mua Ngọc Kỳ Lân từ chỗ cậu lần nữa, Đối với Mạc Vân Vân mà nói lại là một chuyện lưỡng nan, bởi vì Thân Đông đã đăng lên vòng bạn bè là cái này bà ta cho, chuyện này chắc chắn đã truyền ra trong giới. Cái này xem Mạc Vân Vân có thể nhẫn nổi cơn giận này hay không? Bà ta nhẫn không được cũng phải mua vật này của Thân Đông trong bóng tối, nhịn được cũng phải trơ mắt nhìn Thân Đông bán đồ cho người khác kiếm một món hời. Không quản như thế nào, Thân Đông cũng kiếm được một món, mà Mạc Vân Vân lại như nghẹn ở cổ họng. Thân Đông chậm rãi xoay người, đẩy máy tính ra nhảy xuống giường, nói tâm tình tốt, đi ra ngoài tàn bộ. Thịnh khâu kéo tay cậu, thân đông rút về, ít động chân động tay đi. Hai người cầm tay thì làm sao? Thịnh khâu không mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nữa, bá đạo lần thứ hai kéo tay cậu. Thân đông đá hắn một cước, bị hắn nặng nề liếc mắt nhìn, lại buồn bực. Hai người cùng đi ra khỏi cửa, thân đông không vui nhắc nhở hắn, giờ tôi mang thai, cậu phải chú ý tâm tình của tôi. Ừm. Um thân đông mím môi không nói, thịnh khâu từ ven đường buông lỏng tay cậu ra, cả người thân đông tuy rằng không nhảy nhót, mà mặt mày trong nháy mắt tung bay lên, toàn bộ mặt cũng hơi sáng người. Không thích cầm tay mình như vậy, thịnh khâu rỗi, nhàn nhạt, nhạt nói, như chó con được thả xích, vui vẻ như thế à. Thân đông cáo, cậu nói ai là chó con, thịnh khâu chỉ tay xa xa, xem đứa bé kia kìa, vui chơi chạy kìa, thật đáng yêu. Thân đông liếc qua đi một cái, nói sang chuyện khác, con trai của tôi khẳng định đáng yêu hơn nó. Nói xong, cậu đã thấy cái người vừa nãy còn oán hận người ta khốn kiếp lại ôn nhu tiến tới gần, một mặt sùng nịch ôm cậu. Thân đông, bệnh, bệnh thần kinh á, thân đông lạ giường, mang gối của mình đặt trên giường thịnh khâu, buổi tối nằm cùng thịnh khâu. Nhiệt độ điều hòa ấm áp làm cho cậu càng thư thích, cũng không đuổi người xuống. Cậu luôn luôn dậy rất sớm, ngoại trừ thân thể không thoải mái, cơ bản mỗi ngày đều chạy bộ, ngày này sau khi tỉnh lại mới phát hiện thịnh khâu còn dậy sớm hơn cả cậu. Thân đông không phục, trước đây thời điểm đi học chính là như vậy. Sau khi cậu phát hiện thịnh khâu 5 giờ rời giường, chỉnh thời gian rời giường của mình thành 4 giờ rưỡi, kết quả ngày hôm sau lại phát hiện thịnh khâu chỉnh thời gian đến 4 giờ. Giới hạn của thịnh khâu mãi mãi thấp hơn cậu, một lần kỳ ba nhất là cậu chỉnh thời gian đến 3 giờ, sau đó tên khốn kiếp này 2 giờ đã thức dậy cho nên thân đông vẫn cảm thấy thịnh khâu ghim cậu thật sự không phải là đang cố tình gây sự. Trời mới vừa tờ mờ sáng, thân đông loạn chọn xuống giường, trong phòng vệ sinh đặt đồ rửa mặt của hai người. Cốc đánh răng của thịnh khâu là thủy tinh trong suốt, phi thường giá rẻ. Thân công tử nhìn cốc đánh răng của mình, đó là cốc thủy tinh mà thân bình chuyên môn từ đặt từ Italia, hơn 20.000 tệ một bộ, một bộ chỉ có 4 cái, 4 người nhà họ sử dụng làm cốc đánh răng khoảng 6,6 triệu đồng Việt Nam. Thân công tử rất là sầu lo nhíu mày lại, cậu bắt đầu cân nhắc là nhập ra tùy tục hay là dạy dỗ để thịnh khâu quen giá trị quan của cậu, bằng không cả ngày nhìn thấy hai loại vật phẩm sinh hoạt chênh lệch quá phận, thân đông lo mình khó chịu là đá văng thịnh khâu. Chuyện này đến cùng không coi là chuyện lớn, thân đông đánh răng xong quên ở sau đầu. Bên ngoài lúc này còn dâm mát, thân đông ra cửa đi vòng vo một phút chốc, nhìn thấy thịnh khâu mặc quần áo thể thao chạy trở về ánh nắng bắt đầu lên cao chiếu trên người hắn thân đông phát hiện hắn thật sự vô cùng có sức mạnh khi con ngươi trầm ồn nhìn thấy cậu giấy lên một vệt ánh sáng giống như thiếu niên hắn đứng ở trước mặt thân đông sao dậy sớm thế đói bụng thịnh khâu nở nụ cười cùng cậu vào cửa nói anh tắm một chút sau đó làm cho em ừm uhm, thịnh khâu vào buồng tắm thân đông buồn bực ngán ngầm cùng qua dựa vào trên cửa hỏi bình thường toàn là tự anh nấu cơm à Bên trong truyền đến tiếng nước ào ào ào, đoán chừng là lo cậu không nghe được, Thịnh Khâu tận lực cao giọng, có người giúp việc tới, nhưng hai ngày nay anh không bảo bà ấy đến, sợ em ăn không quen. Thân Đông vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình, rất khó chịu nó thế mà lại bởi vì phần săn sóc này mà nhảy lên hai lần. Nhưng trong bụng cậu là con hắn, hắn săn sóc một chút không phải nên sao? Sau 5 phút, Thịnh Khâu từ bên trong đi ra, đã thay đổi một bộ đồ mới. Thân Đông ngồi trên ghế salon đặt máy tính trên đùi ngẩng đầu bất mãn nói chậm chết rồi lập tức làm đây anh tưởng rằng em ngủ đến 8 giờ thân công tử cao mày cậu tưởng tôi là heo à tỉnh lại là kêu đói bụng cũng gần giống thân đông đẩy máy tính ra vào tới vào tới một nửa bị thịnh khâu phát hiện trực tiếp xông lại khiêng cậu lên thả lại trên ghế salon đối diện với đôi mắt bốc hỏa thịnh khâu hôn cậu một cái anh biết không trách em là con trai của anh thèm ăn ngọn lửa kia trở nên bình lặng, thịnh khâu tiện tay cầm máy tính đi, đừng cả ngày chơi cái này, nhiều phóng xạ. Thịnh khâu đi nấu cơm, thân đông lại lén lút lấy máy tính xem miếng ngọc kỳ lân. Lượt view của website Minh Hạc Trai rất không tệ, lúc này miếng ngọc của cậu đã có người dò hỏi, nhà giàu mới nổi muốn vào Minh Hạc Trai vẫn là rất nhiều. Làm thân đông nhìn quen mắt là một cái ID, cá chép vượt long môn. Cái ID này vô cùng nhìn quen mắt, thế nhưng thân đông trong thời gian ngắn không nhớ ra được từng thấy ở đâu, cậu đăng giá lên, đằng sau số 8 là 7 con số không. Cá chép vượt long môn, anh hố ai thế? Lần trước bán đấu giá mới bán 50 triệu. Thâm đông, thích thì mua, không mua thì lượn. Đối phương không đáp lại. Thân đông đẩy máy tính ra, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Sau khi biết cậu mang thai, mẹ thịnh khâu lại gọi điện thoại tới, nói bằng không hai lão già họ lại đây, đừng để cậu rằn vặt lung tung nhưng thân đông cự tuyệt cậu lần này tới nhà thịnh khâu còn có dự định khác tỉ như hỏi thăm một chút thân thế của thịnh khâu cậu luôn cảm thấy người thịnh gia sẽ không vô duyên vô cơ cảm thấy hứng thú với thịnh khâu cái ánh mắt kia của thịnh sùng trong minh hạc trai cũng làm cho thân đông ký ức chưa phai khí trời sáng sủa trong xe mở điều hòa ấm áp thân đông bọc chăn mỏng trong xe ngồi ghế sau híp mắt lại nói cậu chuẩn bị về nhà mấy ngày em hy vọng cử hành lễ cưới ở đâu tùy tiện thân đông nói xong cố ý dầm gì nói gà gà theo gà gà chó theo chó thịnh khâu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không muốn nói chuyện tác giả có lời muốn nói thân một câu nói không gây sự là lòng không thoải mái đông thịnh khâu tỏ vẻ hy vọng lúc gặp phụ huynh em ấy có thể bớt tranh cãi một tí dĩ nhiên ngoan một tí hiền lành một xíu thì tốt nữa lời editor chắc phải dán cái tác độc mồm cho đông đông chương 18 Quê nhà Thịnh Khâu vốn là ở thôn xóm cạnh trấn, nhưng sau đó Thịnh Khâu làm giàu, mua một căn nhà cho cha mẹ ở trên trấn, hai ông bà già trong lúc rảnh rỗi bán một chút hoa quả, tiền kiếm đủ chi tiêu. Bọn họ hơn 10 giờ sáng xuất phát, qua cao tốc đã là 2 giờ rưỡi xế chiều, thân đông một đường ngủ, lúc này tỉnh lại nhìn ra ngoài qua cửa thủy tinh. Cái thành phố này vốn tên là thành phố Khiếu Phong Lai, sau đó bởi vì trong thành sửa chữa một cung điện du lịch, có danh Sương tiểu vọng. Tuy rằng như vậy, thế nhưng phương diện phồn vinh cũng không được một phần mười của vọng đô thịnh khâu lái xe xuyên qua trung tâm thành phố theo quốc lộ tiếp tục con đường đó toàn bộ đều là đường cái trấn nhỏ tọa lạc tại hai bên quốc lộ bên này nhìn ra mới vừa quy hoạch xong quảng trường cũng là mới xây nhà thịnh khâu ngay trên quảng trường xe chưa dừng hẳn cha mẹ thịnh gia cũng đã bước ra ngoài thân đông hạ cửa kính thủy tinh ánh mắt rơi vào hai gương mặt đầy vui sướng kia đó là hai gương mặt hiền lành tóc lão phụ nhân đã trắng phau lão ra từ ngược lại là tóc tai đen thui nhưng có thể nhìn ra tuổi tác không nhỏ đứng chung một chỗ với thịnh khâu không giống như là cha con mà như là ông cháu thịnh khâu kéo mở cửa xe đưa thân đông đi ra ngoài vào cửa giới thiệu lão phụ nhân vẫn luôn nhìn bụng cậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mặt xinh đẹp của cậu vui vẻ ra mặt thấy thịnh khâu mang đồ về bà còn nói với thân đông con xem thằng nhóc này mỗi lần về đều mang đồ về cho hai bác đã nói là không cần mang về rồi nói tuy rằng như vậy thế nhưng mặt bà lại vui vẻ hiển nhiên là khen thịnh khâu là đứa trẻ tốt trước mặt thân đông thân đông cũng cười cười thịnh khâu tiếp lời đây là đông đông mang nói bồi bổ thân thể cho ba mẹ hai lão già một mặt vui mừng mặt thân đông thoáng đỏ cậu lại chưa từng nghĩ tới mua đồ bổ cho hai người cơm nước đã chuẩn bị xong người một nhà lên lầu hâm nóng rồi ăn cơm khẩu vị thân đông không tốt ăn hai miệng rồi bỏ lại, thần sắc mệt mỏi, một mặt uể oải. Thịnh khâu vội vàng để đũa xuống, không thoải mái. Thân đông dầu dĩ nói, mệt, vậy đi ngủ một lát đi. Mẹ thịnh vội hỏi, ga giường ngày hôm nay mới phơi nắng, các con về mới trải. Xong bà xoay mặt chỉ trích thịnh khâu, mẹ đã bảo để ba mẹ đi thăm con, dằn vặt làm gì. Thịnh khâu dẫn thân đông lên lầu nghỉ ngơi, cửa kéo thủy tinh, thịnh khâu bảo cậu nằm xuống, mở điều hòa đắp chăn tay hắn đột nhiên bị nắm, thân đông cao mày nói, cậu nấu cho tôi. Được, chờ em tỉnh lại có thể ăn. Thân đông yên tâm, ngủ một giấc đến tối, bị tiếng nhạc ẩm ý đánh thức, mơ mơ màng màng bưng tay đi tới trước cửa sổ, kéo cửa ra, tiếng động kia càng thêm đinh tai nhức óc. Trên quảng trường đã lên đèn, loa đặt tại bốn góc, một góc một nhóm người, đang nhảy trên quảng trường. Ngoài ra, còn có các loại bán ăn vặt cùng bầy quán vỉa hè, đứa nhỏ đi giày trượt ba tanh đủ màu sắc lượn tới lượn lui, phi thường náo nhiệt. Thịnh khâu vừa lên là thấy cậu ngồi ở trên giường ngẩn người, tỉnh rồi. Rửa mặt ăn một chút đi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Thân đông xoay mặt, một mặt không thể nào tiếp thu được nói, cậu đến cùng nghĩ như thế nào. Mua nhà trên quảng trường, có điên không? Bọn họ qua 11 giờ sẽ tan, thế xe qua lại trên quốc lộ thì sao? Toàn là xe chờ hàng lớn quốc lộ cách nhà này chưa đến 200 mét, tình cờ có một chiếc xe đều sẽ phát ra tiếng vang ầm ầm. Thịnh khâu không thể làm gì khác hơn nói, vậy sau đó chúng ta về nhà cũng ngủ, trong thôn dưới chấn. Thân đông thở ra một hơi, đứng dậy thu dọn ăn ít đồ, xuống lầu là thấy trong phòng chen lấn sáu, bảy người đang cùng cha mẹ thịnh ra nói chuyện, nhìn thấy họ cùng xuống dưới đều sửng sốt. Dồn dập nhìn cậu chằm chằm không ngừng, thịnh khâu thấy sắc mặt thân đông không dễ nhìn, nói chúng con đi ra ngoài một lát, sau đó trực tiếp về nhà cũ ở, ba mẹ cũng nghỉ sớm một chút. Đi ra ngoài cửa hàng, thân đông vẫn luôn nghiêm mặt. Thịnh khâu không chắc cậu dỗi cái gì, vừa muốn mở miệng lại đột nhiên bị đạp một chân. Cái dẫm này phi thường mạnh, hắn đau đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người nhà các cậu có phải là chưa từng thấy người không? Có gì hay mà xem. Thịnh khâu dạo dực, nói em đẹp, đẹp cái rắm, thật sự đẹp thần đồng ý thức được hắn thật sự khen mình nhất thời mặt đỏ lên không còn hung hăng kiêu ngạo ngó mặt qua chỗ khác bất mãn nói vậy cũng không thể liên tục nhìn chằm chằm vào tôi coi tôi là khỉ chắc mấy người kia là họ hàng gần đám chị họ của anh nghe nói anh đã trở về tới xem một chút trò chuyện thần đồng cao mày vậy vậy tôi có phải là cần theo cậu nói chuyện với bọn họ không không cần mới tán gẫu qua thịnh khâu kéo cậu đi hoạt động ngón chân một chút cười hai tiếng Thân Đông rất thích khen, đơn giản mà nói là thích nghe tán dương. Thịnh Khâu đến nay còn có thể nhớ tới gương mặt đắc ý sáng bừng của cậu mỗi khi được giáo viên khích lệ, đáng yêu làm hắn muốn ăn một ngụm. Tính cách nhỏ này đến bây giờ vẫn như cũ vẫn không thay đổi, ngược lại cũng tiện cho hắn dỗ người. Bên này đèn đường tối tăm, hai người chậm rãi đi tới. Thịnh Khâu vừa đi vừa nói thay đổi nơi đây những năm vừa qua, còn chỉ trường tiểu học mình học khi còn bé, hiện tại đã bị hủy đi. Đi ngang qua một cửa hàng trà sữa, thân đông muốn một ly sữa bò nóng, cầm vừa đi vừa uống. "Thịnh Khâu." Một giọng con gái truyền đến, hai người cùng ngẩng đầu nhìn lại. Thịnh Khâu nhận ra người tới, "Anh Lệ, nghe nói anh về, em đang tới nhà tìm anh đây." Cô gái này nhìn ước chừng 20, mặc váy hoa dài tay, đeo đồ trang sức trang nhã, rất là tiểu thanh thân, nhìn thoải mái. "Giờ đi cũng không muộn, có chuẩn bị quà cho em." "Lại có quà cho em?" hàn anh lệ một mặt vui vẻ xoay mặt nhìn thân đông đây là người yêu của anh thịnh khâu thoải mái giới thiệu thân đông bọn anh lần này trở về là gặp cha mẹ hàn anh lệ cứng đờ nói chưa chưa từng nghe nói anh có đối tượng thịnh khâu cười cười lên xe trước mua vé sau không thể nói cho con gái bọn anh quen biết mười mấy năm mới hẹn hò không bao lâu mười mấy năm sau ánh mắt hàn anh lệ quan sát thân đông từ trên xuống dưới một lần nỗ lực gượng cười nói chào anh. Thân đông nhàn nhạt gật đầu, chào cô. Hàn anh lệ nói thế, em đến nhà anh lấy quà, lát nữa nhắn WeChat. Được, cô gái vừa đi, thân đông bất ngờ nói, cô gái này không tệ, điềm đạm. Cậu thích loại này, anh thích loại như em, thích tôi còn lát nữa nhắn WeChat, nghe còn giống như mỗi lần đều mang quà, thật sự không có ý kia. Thịnh khâu thở dài, năm đó anh xuất ngoại mượn một ít tiền nhà cô ấy, ba mẹ cô ấy có ơn với anh nhưng em cũng biết lúc cấp hai anh đã đến vọng đô học vẫn luôn không hay ở nhà làm sao có cơ hội phát triển tình cảm tiếc nuối quá ha thịnh khâu kéo cậu qua em ghen ai ghen á thân đông suýt nữa tức điên chuông điện thoại di động đúng lúc vang lên cậu đúng lúc nuốt oán hận vào dãy số lạ thân đông suy đoán đại khái là người dò hỏi ngọc kỳ lân ấn nghe nhưng là giọng quen thuộc chỉ là bị ép rất thấp mà thân đông thông minh vẫn là một câu đã nghe ra. Mắt cậu híp lại, Mạc Liên Phi, làm sao? Cá chép vượt long môn là ông. Mạc Liên Phi, em trai Mạc Vân Phân. Thần đồng đoán không lầm, Mạc Vân Phân quả nhiên nuốt không trôi cơn giận này. Mạc Liên Phi lấy làm kinh hãi, mày đã nghe ra. Thần đồng hừ lạnh, làm sao? Muốn mua Ngọc Kỳ Lân. Không sai, Mạc Liên Phi nói. Thần đồng, nếu mày bây giờ cũng đã kết hôn với thằng nhóc nghèo thỉnh khâu kia rồi tốt nhất là đừng ham quyền thừa kế thân gia nữa, cũng đừng kiếm chỗ hời của thân gia nữa. Ngọc Kỳ Lân mày trả lại cho tao, tao cho mày 20 triệu, mày tiêu ít một chút, có thể bảo đảm nửa cuối cuộc đời mày không lo ăn uống. Khoảng 66 tỷ đồng Việt Nam, thân đông cười lạnh nói, chó vẫn là chó, quả nhiên không biết nói tiếng người. Mạc Liên Phi cả giận nói, mày nói cái gì đấy? Ngọc Kỳ Lân ông có muốn hay không? Mạc Liên Phi bên này bị Mạc Vân Phân bấm hai lần, cũng ý thức được mình kéo đề tài xa, ẩn nhẫn nói, "Muốn." "Được, 20 triệu đô la Mỹ, thiếu một xu cũng đừng nghĩ." Khoảng 463 tỷ đồng Việt Nam. Con mẹ nó mày dọa ai? Mặt thân đông đen như đáy nồi, "30 triệu đô la Mỹ, thăm hỏi mẹ tôi thế nào cũng phải có thành ý." Mạc Liên Phi tức gần chết, "Tao đi đâu lấy nhiều tiền như thế cho mày?" "Phải trực tiếp cầm tiền đến đây, hoặc tôi sẽ gửi số thẻ online cho ông." đừng dùng cái mồm thối nói chuyện với tôi, cẩn thận tôi không vui sẽ giết chết ông. Mày đồ tiện, thân đông mặt không hề cảm xúc cúp điện thoại. Thịnh khâu nắm chặt ngón tay lạnh lẽo của cậu, lại bị cậu hất ra. Thân đông quay người ngồi ở trên ghế dài ven đường, đêm hè oi bức cũng không ngăn nổi thân thể run run của cậu. Ly sữa bò trong tay bị bóp xẹp, thịnh khâu vội vàng lấy xuống ngừa cậu làm đổ lên người, hai tay ấn tay cậu vào lòng bàn tay, ôn nhu nói đừng nóng giận, đông đông trong mắt thân đông đột nhiên dâng lên hơi nước, cậu càng run rẩy, nước mắt càng dâng lên, trong nháy mắt làm gương mặt ướt nhẹp. Thịnh khâu ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng của cậu, lòng đau như kim đâm. Hắn biết thân đông hoan ức, phẫn nộ, không cam lòng. Thân là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn quen sống trong nhung lụa, ăn uống chi phí đều là sung sướng nhất. Đột nhiên có một ngày từ đám mây rơi xuống, có người tuyên bố ném cho cậu 20 triệu, phải tiêu tiết kiệm như ăn mày, đây là một phần nhục nhã cực lớn. Mà cố tình thịnh khâu hắn lại là kẻ không làm được gì, không có quyền thế, không có năng lực có thể đè ép được đối phương, còn hại cậu đánh mất quyền thừa kế, giờ khắc này an ủi cũng vô lực. Thân đông không thể không buồn hận, lại không thể làm gì, bởi vì có một số việc trời chú định, không có cách nào thay đổi. Chỉ là làm người thừa kế nhiều năm như vậy, bị cắt ra vết sẹo, cậu có chút hỏng mất. Thịnh khâu nhẹ nhàng vỗ nhẹ bờ vai cậu, trong đầu hiện ra gương mặt kia của Mạc Liên Phi. Hắn nhớ Mạc Liên Phi là một tên hữu dũng vô mưu, dùng lời thân đông nói, ông ta chính là một con chó của Mạc Vân Phân, chỉ là cùng cha mẹ mà thôi. Người như thế miệng không có cửa, dễ làm người tức giận, nhưng dễ trị nhất. Thịnh khâu cúi đầu hôn chán thân đông một cái, lần thứ hai ôm sát người, ánh mắt nặng nề tối sầm xuống. Vốn là hắn cảm thấy sau khi thân đông kết hôn với hắn cũng không cần liên hệ với thân gia, xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Tác giả có lời muốn nói, đại bảo bảo gây sự bị bắt nạt phải làm sao? Thịnh khâu, đương nhiên là giúp em ấy bắt nạt lại. Là thằng đó tìm cơ trước, thịnh khâu, sai là thế giới này. Anh đẹp trai anh có lý, chương 19, thân đông được hắn chân an một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Mạc Liên Phi người này không biết xã giao, không biết làm người, loại người ngu xuẩn mỗi lần chịu thiệt đều ăn ngoài miệng, cậu không cần chấp nhặt với ông ta thật là đáng giận tức giận á thân đông dùng sức đầy thịnh khâu ra cả giận nói cậu chính là phế vật có tinh thần mắng hắn thịnh khâu thở phào nhẹ nhõm phụ họa nói em nói gì cũng đúng thân đông trợn tròn cặp mắt một mặt tôi có thể nói cậu là phế vật nhưng cậu làm sao có thể thực sự là phế vật thịnh khâu phản ứng lại nói không phải sau này khẳng định anh sẽ giáo huấn bọn họ anh sẽ cố gắng thân đông cho hắn một đá khí thế hùng hổ rời đi thịnh khâu vội vàng đi theo trong thôn cũng là đường cái trải xi măng cách thật xa mới có một ngọn đèn đường tia sáng vô cùng tối tăm thịnh khâu còn nhắc nhở thân đông mùa này thường thường có rắn xuất hiện cẩn thận dưới chân chút thân đông bĩu môi không để ở trong lòng kết quả đi chưa được bao lâu thật sự nhìn thấy một con rắn dài hai thước nằm ở giữa đường không nhúc nhích nằm úp sấp thân đông tuy rằng không phản ứng mà trong lòng thực sự giật mình thịnh khâu thấy cậu ngẩn người kéo cậu qua tránh đi Thân đông mới phản ứng được, tìm đập nhanh, mặt lại bình tĩnh nói cũng không có gì đáng sợ. Ừ, cơ bản không động vào nó sẽ không chủ động công kích người. Thịnh khâu cười nhẹ một tiếng. Nhà của cách quốc lộ ước chừng có hơn 400 mét, là nhà lầu hai tầng. Thịnh khâu lấy dép lê ra cho cậu thay, nói bên này không hay có người ở, nhưng đệm giường đều là mới, nhà ở là mấy năm trước anh chưa về nước đã mua, vốn mẹ anh muốn cho anh dùng lúc cưới vợ. Thân đông chua lòm ba mẹ cậu đối xử với cậu không tệ. Cha mẹ thiên hạ đều giống nhau, thịnh khâu buồn cười véo gò má của cậu. Thời điểm thịnh khâu trải giường chiếu thân đông đi dạo bốn phía một chút, có thể nhìn ra nhà này tuy rằng không hay có người ở thế nhưng thường thường quét tước, rất sạch sẽ, hơn nữa hết thảy thiết bị sinh hoạt đều rất hoàn thiện. Thân đông tắm nhanh, trở lại hai người phòng ngủ sắp nghỉ ngơi, bò lên trên giường bầy sẵn, nằm xuống lại không buồn ngủ, trong đầu vẫn không nhịn được nghĩ tới lời Mạc Liên Phi nói, càng nghĩ càng giận, càng giận cố tình vẫn không nhịn được nghĩ. Thịnh khâu dụ dỗ cậu cùng chơi ma sói trên mạng, chơi mấy màn tâm tình thân đông cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút, sau đó lời nói chuyện bỏ lại điện thoại di động cỏ quanh sang ôm cánh tay thịnh khâu nhìn hắn chơi. Lần này bọn họ bốc được mấy học sinh cấp 2, những người bạn nhỏ tiếng nói trong trèo, thân đông còn nghe được đối diện có âm thanh cha mẹ thúc ngủ. Cậu liên tục nhìn chằm chằm vào chú người sói thịnh khâu mặt không biến sắc lừa bạn nhỏ nhà người ta, Hiếu kỳ vươn tay trọt trọt ngực của hắn, lương tâm của cậu có đau không? Thịnh khâu tóm chặt ngón tay của cậu, thấp giọng nói, chỉ có lửa em mới có thể làm anh đau lòng. Thân đông sững sờ, rút tay về, quay người không để ý tới hắn. Thịnh khâu tên khốn kiếp này, còn rất, kia cái gì? Thân công tử sờ sờ mặt nóng lên của mình. Thông minh và hệ thống bài võ song trọng nghiền ép làm chú thịnh khâu dễ như ăn bánh giết chết một đám trẻ con, để điện thoại di động xuống, hắn lộn lại ôm lấy đại bảo bối nhà mình một bộ ngữ khi khoe khoang nói anh thắng thân đông rên một tiếng cười nhỏ hắn không biết xấu hổ thịnh khâu dán vào tai của cậu cười ra tiếng thân đông không vui cười cái gì em ở bên cạnh anh anh vui vẻ thân đông nửa ngày không lên tiếng hồi lâu mới phun ra một tiếng hừ lòng cậu lại kỳ dị bình an rất nhanh rơi vào mộng đẹp sau khi thân đông ngủ Thịnh Khâu lấy máy tính ra lên website Minh Hạc Trai, hắn đăng nhập vào tài khoản của thân đông, phát hiện Mạc Liên Phi nhắn rất nhiều câu trong khung chat riêng, nhất thời mím môi, lạnh lùng gửi tới một tấm thẻ ngân hàng, sau đó trực tiếp đăng lên trang chính thức của Minh Hạc Trai. Sau lo cao đổi lại nick của mình, phần lớn người vào trang web này đều có áo may ô của mình, chỉ có đến thời điểm xác định giao dịch hoặc là vào phân đoạn đấu giá mới có thể bại lộ thân phận thực sự song phương dẫn đến phần lớn người trên website khi chưa bại lộ thân phận đều sẽ ra giá, ngược lại khoác áo may ô cũng không mất mặt. Thịnh Khâu đăng nhập tài khoản của mình, sau khi vào quả nhiên nhìn thấy dưới Ngọc Kỳ Lân có ca chép vượt long môn đánh dấu nhắc nhở vật phẩm này. Hắn chủ động liên lạc đối phương, xin hỏi người bán báo giá với anh bao nhiêu. Đang muốn thoát ra, phát hiện Mạc Liên Phi nhắn lại ngay, hóa ra vừa vặn online, cậu cũng cần mua Ngọc Kỳ Lân. Thịnh Khâu trầm tư chốc lát, đáp dạo này vừa mới làm giàu, muốn treo thẻ ở minh hạc trai, nhưng đáng tiếc vẫn không có đồ gì đem ra được. Mạc Liên Phi nhíu mày, minh hạc trai làm đồ cổ, rất ít khi có đồ cổ làm nó động lòng, bằng không Mạc Vân phân, phân cũng sẽ không nhìn chồng chọc ngọc kỳ lân không tha. Chỉ là Mạc Liên Phi không nghĩ tới là, trừ bọn họ ra dĩ nhiên nhanh như vậy đã có người khác quan tâm đến ngọc kỳ lân. Ông ta hỏi ngược lại thỉnh khâu, cậu ta báo giá cho cậu là bao nhiêu? Thịnh khâu trong dự liệu cong khóe miệng lên, 50 triệu. Nhân dân tệ, ừ, đờ mờ, mạc liên phi ném vỡ cốc ngay tại chỗ. Thằng thân đông này quả nhiên là cố ý hô ông ta, báo giá cho người khác bình thường như thế, đến bọn họ vô duyên cớ cao nhiều như vậy. Thịnh khâu thoáng suy nghĩ, tiếp tục nói, 50 triệu tôi vốn cảm thấy cao, nhưng sau đó ngấm lại cái giá này cũng đáng, đang định liên hệ cậu ấy quyết định ngay, không nghĩ tới gọi thì cậu ấy tắt điện thoại. Thân Đông từ khi cúp máy Mạc Liên Phi là tắt điện thoại, một điểm này Mạc Liên Phi cũng biết, tất nhiên không hoài nghi. Thịnh Khâu nói là Mạc Liên Phi bối rối, Mạc Vân Vân hiện tại không thiếu tiền, bà ta chỉ là thiếu một đồ đại biểu thân phận mình, cho nên đồ tuyệt đối không thể bị người khác mua đi, nhưng là phải vô duyên vô cớ cho Thân Đông nhiều tiền như vậy, đừng nói Mạc Vân Vân, lòng Mạc Liên Phi cũng khó chịu. Thịnh Khâu thấy ông ta nửa ngày không đáp lời, làm ra bộ dáng bất mãn, anh còn chưa nói cậu ấy báo giá cho anh bao nhiêu. Mạc Liên Phi hít mắt, đáp lại, 30 triệu. a à, Thịnh Khâu lập tức nói, vậy cậu ta gạt tôi rồi. Không được, tôi phải nói với cậu ta một chút, thực sự là bắt nạt người. Hắn không để ý tới Mạc Liên Phi nữa, trực tiếp lo cao. Tiếp Thịnh Khâu liên lạc mấy người bạn đáng tin, làm cho bọn họ hỗ trợ quan tâm Ngọc Kỳ Lân, đồng thời nói cho đối phương biết, một khi có người hỏi bọn họ người mua báo giá bao nhiêu, toàn bộ đều phải báo 50 triệu trở xuống. Chuyện nhỏ này dễ như ăn cháo, các bạn bè sáng mai dậy trực tiếp làm. Ngọc Kỳ Lân vốn là vật hy hữu, người quan tâm cũng không ít, thân đông chờ hố mạc vân phân, đối với những khác đến đây hỏi giá đều không thấy. Mạc Liên Phi bên này mắt thấy nhân khí Ngọc Kỳ Lân đột nhiên tăng vọt, hỏi mấy người hoặc là không được thân đông trả lời, hoặc là 50 triệu, nhất thời luống cuống. Ý Mạc Vân Vân là muốn ông ta dùng danh nghĩa của mình mua lại một lần nữa đưa cho bà ta, nếu ngay cả chuyện này cũng làm không xong, phòng trường ngày sau chị ông ta sẽ không coi trọng ông ta nữa. Tất cả mọi thứ hiện tại của Mạc Liên Phi đều là Mạc Vân Vân cho, ông ta sợ nghèo, nghĩ tới nghĩ lui lại chủ động liên lạc với Thịnh Khâu. Thịnh Khâu cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn chịu nhịn hàn huyên hai câu với Mạc Liên Phi, trong đầu cấp tốc bắt đầu điều chỉnh kế hoạch của mình. Quả nhiên rất nhanh người này không nhịn được tự kéo đề tài, một bộ chi tâm, cháu xem chúng ta đây đều là thân thích, thân đông làm như thế sau này chúng ta còn gặp mặt được không? Thịnh khâu, cháu là đàn ông, cháu không hiểu chuyện. Chuyện này cậu, thịnh khâu ngồi ở trước bàn lén lút liếc mắt nhìn lên lầu, sợ bị thân đông phát hiện hắn gọi mặc liên phi một tiếng này, nhẹ giọng nói cậu nói cháu hiểu cả, kỳ thực cháu cũng cảm thấy đông đông làm hơi quá rồi. Lúc em ấy đến kim diện trai cháu đã khuyên em ấy rồi mạc liên phi vừa nghe như thế ai thịnh khâu này là người hiểu chuyện đấy nhất thời tinh thần tỉnh táo nói cháu xem giới tính thứ ba đúng là giới tính thứ ba đàn ông chúng ta không chấp nhận với nó cháu làm chủ báo giá cho cậu bớt chút được không thịnh khâu cau mày làm khó dễ cậu cũng biết tính cách của em ấy cháu không nhất định có thể thịnh khâu mạc liên phi lập tức hạ đòn cháu muốn ở cùng với thân đông không thịnh khâu mẫn cảm lên Nghi ngờ không thôi, cậu có ý gì? Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, Mạc Liên Phi vẫn luôn biết Thịnh Khâu yêu thân đông, quả nhiên vừa nói như thế hắn đã cuống lên. Ông ta cười một tiếng, cháu cho rằng lão gia tử có thể dễ dàng đồng ý thân đông đi cùng với cháu như vậy. Cậu cho cháu biết, ông ta sẽ chờ cơ hội bắt thân đông trực tiếp giải đến phòng ra đấy. Đứa bé kia nếu không còn, cháu cho rằng cháu và thân đông còn có thể có quan hệ gì? Trong lòng Thịnh Khâu sợ hãi lạnh lẽo hít một hơi, hỏi cậu. Biết cái gì? Trên mặt Mạc Liên Phi hiện ra một vệt đắc ý, thần thần bí bí nhẹ giọng lại nói, hiện tại thân gia thời khắc chuẩn bị thuốc nạo thai đấy, muốn chờ nó quay về lén lúc trước. Ông ta chạm đến là thôi, không tiếp tục nói hết, chỉ là tiếng cười chói tai đến cực điểm. chương 20, ngón tay thịnh khâu hơi cong, tim cũng căng thẳng theo. Hắn biết thân bình xem thường hắn, thế nhưng không nghĩ tới đối phương còn ôm loại tâm tư này ngày đó ông ta không cưỡng chế ra tay với thân đông tuyệt đối là số may của hắn bây giờ xem ra thân bình căn bản không từ bỏ tâm tư muốn chia rẽ bọn họ hắn ngữ khí hoảng loạn nói cậu cậu nhất định phải giúp cháu đông đông là mạng của cháu cái này thì khẳng định cậu biết cháu mà người thành thật cậu cũng khá vừa ý cháu ngược lại thân đông cũng không phải là cháu ruột của ông ta cậu sống với gà hay chó liên quan gì đến ông ta mạc liên phi nói việc này cậu có thể giúp cháu lưu ý nhưng cháu cũng phải giúp cậu cháu xem đông đông đứa nhỏ này đây không phải là hồ đồ hà một số tiền lớn như vậy nó cần để làm gì thịnh khâu khó xử một phút chốc nói vậy cháu thử khuyên em ấy một chút vậy mạc liên phi lập tức nói vậy cậu chờ tin tức của cháu thịnh khâu cúp điện thoại bỏ điện thoại di động vào túi chuyện này khác với suy nghĩ của hắn nhưng cũng không trở ngại đại phương hướng của kế hoạch còn bất ngờ biết được một chuyện nhiều ít cũng coi như là kinh hỉ. thân đông từ trên lầu thò đầu ra gọi thịnh khâu cậu có ăn hay không? thịnh khâu lấy lại tinh thần hai ba bước lên lầu nói đến ngay ăn cơm xong thân đông giả vờ giả vịt muốn rửa chén trong dự liệu bị cự tuyệt thịnh khâu lôi kéo cậu cùng xuống lầu cắt cam cho cậu ăn bảo cậu ngồi sofa xem tivi thân đông vừa ăn vừa xem phim không lâu nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng động hình như là đưa nước quả cậu đang muốn đứng dậy đi hỗ trợ, lại bị mẹ thịnh ấn lại ngồi xuống, bảo đại khâu đi làm với ba nó đi, con ngồi. con ăn nhiều chút. ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. đối mặt lão nhân ra mặt mũi hiền lành, thân đông hơi ửng đỏ mặt ngồi xuống. phim truyền hình là không xem nổi. cậu tiếp tục ăn đồ ăn, tư thái thích ý, thuận miệng hỏi, đúng rồi. con nghe nói lúc trẻ con sinh ra khuôn mặt nhỏ có nhiều nếp nhăn như khi mẹ có nhớ lúc thịnh khâu sinh ra thế nào không ạ? À? Mẹ Thịnh cười cười, đứa nhỏ này sinh ra đã trắng trẻo non nớt, nặng 4 cân đấy. Sau khi Thân Đông nghe xong, tâm tình tốt nói, vậy bảo bảo của chúng con sinh ra khẳng định cũng đẹp mắt. Đây là tất nhiên, con và Khâu Khâu đều đẹp như vậy. Thân Đông vui vẻ ăn thêm một miếng cam, cười híp mắt nâng quay hàm nhìn Thịnh Khâu bận rộn ngoài cửa. Bé con sao? Sẽ như thế nào nhỉ? Tốt nhất là có mắt, đôi môi của cậu, lông mày, mũi của Thịnh Khâu thân đông cắn cam chua ngẩn người. Loại ngày nắng to này thân đông cũng lười đi ra ngoài, mẹ thịnh an vị trong cửa hàng theo thùa, thân đông ăn mệt thì cùng bà cầm kim, cùng bà tán gẫu chuyện khi thịnh khâu còn bé. Nhắc tới thịnh khâu khi còn bé, mẹ thịnh cười, thằng nhóc này trước đây đặc biệt nghịch ngợm, lội sông bắt cá, trèo cây bắt chim, nói chung là thế nào cũng làm người tức giận, lúc cấp 2 theo ba nó đi học ở vọng đô, còn kết bè kết phái đấy. Nếu nói mười mấy năm trước ai nói thịnh khâu nhà chúng ta có thể tự mình mở công ty làm sếp, mẹ nhất định nói người ta khoác lác. Thành tích kia kém thành thế nào, quả thực không nỡ nhìn. Thời điểm thịnh khâu năm đó thành tích kém kết bè kết đảng thân đông thật sự không có ấn tượng. Cậu luôn luôn kính sợ tránh xa loại bạn học không ra gì này, e sợ là không cẩn thận nhiễm phải hại mình cũng biến thành vô dụng. Ngay cả thời điểm xem bảng kết quả học tập cũng không nhìn bên dưới, cậu chỉ nhìn người xếp trên mình, tùy thời vượt qua thân đông hiếu kỳ nói, vậy sau đó làm sao lại đột nhiên thay đổi tốt hơn? Cái này mẹ cũng hỏi nó, hình như là muốn kết bạn với một học sinh tốt, sợ người ta nhìn không lọt nó. Ai nha, mị lực lớn như vậy, còn có thể làm cho con bò lạc đường biết quay lại. Vừa vặn thịnh khâu sách một thùng chuối tiêu vào, thân đông ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí chua lòe. Mẹ thịnh cười một tiếng, thịnh khâu không rõ vì sao, thả đồ xuống xoa xoa mồ hôi chán, Vừa vặn ba hắn ở cửa nói đã chuẩn bị xong, hắn cũng đồng thời ngồi xuống. Thần Đông lấy nước từ máy uống nước đưa cho hắn, Thịnh Khâu cười với cậu, hai người đang nói gì thế? Nói con làm sao từ cuối lớp biến thành nhất lớp, mẹ Thịnh thả kim theo xuống kiểm tra hoa quả, Thần Đông theo dõi hắn muốn nghe câu trả lời. Thịnh Khâu ra hiệu cậu rót cho mình một ly nước nữa, sau khi uống xong mới nói là người anh yêu. Ha, 15 tuổi đã xuân tâm manh động à? thật sự không giống tác phong của cậu. Quái gở, thịnh khâu sùng nịch cong cong khóe miệng, hỏi em không có người thích. Không có, thân đông hoàn toàn không cảm thấy sống lớn như vậy ngay cả mối tình đầu cũng không có thì có cái gì không đúng. Người thích cậu thì cậu không lọt mắt, duy nhất một người cậu có thể nhìn vào mắt lại luôn thích tìm cậu để gây sự, hận đến chết còn yêu cái gì nữa. Nghĩ tới đây, thân đông không khỏi chừng người trước mặt một cái. Buổi tối bọn họ tiếp tục về nhà cũ ở thời điểm thân đông rửa giấy thịnh khâu chủ động bấm điện thoại gọi cho mạc liên phi người kia đã không thể chờ đợi được nữa thương lượng thế nào thịnh khâu đứng ở ban công nhìn thôn nhỏ bị bóng đêm bao phủ âm thanh nghe vào vô cùng không tiền đồ đông đông không đồng ý còn đánh cho cháu một trận mạc liên phi bên kia trầm mặt này thịnh khâu thật sự là phế vật ngay cả vợ cũng không trị được nhất thời chào phúng nói cháu có năng lực quá ông ta bên này vừa muốn từ bỏ thịnh khâu bên kia lại nổi giận cháu đây còn không phải là nhìn em mang thai mới không động tay cái nhà này vẫn là cháu quyết mạc liên phi cười nhạo cháu định đoạt thế nào thịnh khâu trầm mặc một hồi như thể quyết tâm đặt lễ đính hôn chúng cháu bây giờ đang ở quê nhà gặp cha mẹ không cầm đồ đi còn ở trong khu nhà ở vọng đô nếu cậu dùng gấp không bằng tự đến nhà cháu lấy đi nếu đồ đã bị cậu lấy em ấy giao bán còn có ích lợi gì mạc liên phi nghe nhất thời mừng tít mắt cháu có thể làm chủ cháu đương nhiên có thể, chìa khóa đâu, dưới chậu cảnh thứ ba ngoài cửa, nhưng cậu cũng đừng nói là cháu nói. Thịnh khâu quẫn bách, nói, nếu không thấy đồ, em ấy khẳng định không có sức ra giá với cậu. Mạc Liên Phi đảo con ngươi một vòng, bắt đầu nghĩ kế. Chờ ông ta cầm được đồ, bên này Internet trực tiếp đập xuống, đến kỳ thân đông không bỏ ra Ngọc Kỳ Lân được, vậy sẽ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, bọn chúng lại bị cắn ngược lại một cái rồi lại bị định tội lừa gạt, cái tính kia của thân đông thì sẽ tức chết rồi đến lúc đó lại nói cho nó biết tất cả những thứ này đều là chủ ý của thịnh khâu vậy bọn nó không tan cũng phải tan thân đông chỉ cần một lần nữa trở lại thân ra bây giờ giới tính không che giấu nổi vậy ở trong tay mạc vân phân hoàn không phải như bánh bao mặc người nặn sao muốn nó gả cho ai nó phải gả cho người đó mạc liên phi nhất thời một trận nhiệt huyết chị không cần bỏ ra một xu tiền cũng có thể lấy được đồ còn có thể cắn lại một hơi vậy ông ta sau đó khẳng định càng thêm được coi trọng mạc liên phi lập tức nói được thịnh khâu cháu thật sự là nam tử hán nhờ cháu hỗ trợ tìm đồ kiểu gì cũng phải ném cho cục xương ít ra câu này mạc liên phi vẫn hiểu cúp điện thoại ông ta không nhịn được cười ra tiếng nhìn điện thoại mắng mô xuẩn thịnh khâu cúp điện thoại cúi đầu nhắn tin cho một người chậm rãi phun ra một hơi quay người lại nhất thời sợ hết hồn thân đông đang khoác áo tắm mỏng mặt không hề cảm xúc theo dõi hắn cũng không biết đã đứng bao lâu em đã đứng bao lâu thịnh khâu hai ba bước tiến lên ôm cậu thân đông rũ mắt xuống nửa ngày mới nói quả nhiên là người sói ai cũng có thể bị lừa gạt trong lòng thịnh khâu nhảy một cái đông đông em đừng hiểu lầm anh thân đông cong môi nói để tôi đoán xem cậu đang có ý đồ gì thế nào thịnh khâu phản ứng lại ý thức được cậu đây là lại muốn so ai kêu với mình nhất thời một trận bất đắc dĩ hai tay bế cậu lên cúi đầu hôn cậu một cái nhẹ giọng nói thế em đoán xem thân Đông bị hắn ôm cùng về tới phòng ngủ ngồi trên giường hơi suy nghĩ chậm rãi nói ra thịnh Khâu càng nghe càng không nhịn được ý cười suy đoán của thân Đông ăn khớp tám chín phần với suy nghĩ của hắn hắn không nhịn được nhào tới hôn đại bảo bối của hắn tránh né bụng của cậu đè lên người thở gấp nói hoàn toàn chính xác thân Đông vốn bị hôn hai gò má đỏ chót hơi xấu hổ, sau khi nghe xong mặt nhất thời được đắc ý bao trùm, vậy chúng ta ngồi đợi trò hay mở màn. Như em mong muốn, trong bóng đêm đen thùi, một phóng viên lạng yên mai phục ở ngoài khu biệt thự trắng, mạnh mẽ hát hơi một cái. Học trưởng lúc này hẳn là đang gạt mình hả? Thật sự có tin tức lớn à? Một chiếc xe màu đen lạng yên ngừng lại tại cửa, Mạc Liên Phi mang theo tâm tình kích động đi xuống xe, nhanh chân bước vào trong. Hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe